Mời các bạn đón nghe bộ truyện đam mỹ Husky và sư tôn mèo trắng của hắn của tác giả Nhục Bao Bất Cật Nhục trên kênh audio kể chuyện đêm khuya. Chương 290 Tử sinh đỉnh hàn mai tịnh đế sinh tiết mông vừa nằm trên mặt đất mỗi khi say hắn lại ngơ ngơ ngác ngác hoàn toàn không biết vừa rồi mình đã gặp ma đầu lớn nhất đất trời này hắn vẫn ngã ngửa trên nền tuyết tuyết trắng đỉnh côn luân bay lả tả xuống như tơ liễu ngày xuân hoa lau ngày thu che phủ hắn không biết là có bao lâu có người che một cây dù giấy đỏ tươi tới gần từ trong tuyết lớn tiết mông nheo mắt lại sau đó hắn nhìn thấy một gương mặt lạnh lùng Mai tiết Mông lẩm bẩm, hai từ Hàm Tuyết còn chưa ra khỏi miệng, hắn quá mỏi mệt. "Ừ, là ta." Mai Hàm Tuyết không nói nhiều, đỡ hắn dậy từ mặt đất. Tiết Mông tựa vào đầu vai Mai Hàm Tuyết, lại không đi mà hỏi, "Có rượu không?" Mai Hàm Tuyết nói, "Không có." Tiết Mông như không nghe thấy, "Được được được, vậy ngây uống cùng ta một chén." "Không uống." Tiết Mông tĩnh lặng một hồi cười nhạt. Ngươi xem đồ chó nhà ngươi Trước đây ta không uống Ngươi túm ta, chuốc rượu Giờ ta uống rồi ngươi lại bảo ta không có Chơi tả Ta, ta kỵ rượu Tiết mông lại lẩm bẩm mấy câu Nghe có vẻ là đang mắng người Sau đó hắn đẩy mai hàm tuyết ra Khập khiễng đi vào tuyết lớn mênh mông Mai hàm tuyết cầm ô Nhìn bóng lưng thậm chí đã hơi còng xuống của hắn Không đuổi theo chỉ hỏi Ngươi đi đâu Hắn cũng không biết mình nên đi đâu Hắn chỉ hận rượu không còn nhiều Không thể làm mình say chết Mai Hàm Tuyết nói Về đi phía trước không còn đường nữa Tiết mông bỗng đứng lại Hắn ngẩn ngơ đứng đó Một lát sau hắn bỗng hòa à, khóc lên Còn mẹ nó nữa ta chỉ muốn uống chút rượu Ngươi còn không cho ta uống Không uống thì không uống Ngươi còn lừa ta nói ngươi kỵ rượu Ngươi có phải người không Ta không lừa ngươi Tiết mông hoàn toàn nghe không lọt gào khóc. Các ngươi có phải người không? Trong lòng ông đây không thoải mái Ngươi không nhận ra Mai Hàm Tuyết nói Nhận ra rồi Tiết mông sững sờ Ngay sau đó lại càng tủi thân Ngay cả chóp mũi cũng đỏ bừng Được, 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 được Nhận ra cũng không uống cùng ta Có phải ngươi sợ ta uống quỵt không đưa tiền cho ngươi Nói cho ngươi biết Thật ra ta cũng không nghèo lắm Hắn nói rồi lại lào bà lào bào móc túi Móc ra một đống đồng xu lẻ Đếm đi đếm lại mấy lần À sao lại chỉ có ngần này Mai hàm tuyết đỡ thái dương Hiển nhiên đã có chút đau đầu Tiết mông Ngươi say rồi Ngươi nên về nghỉ ngơi trước Tiết mông còn chưa đáp Sau lưng đã truyền đến tiếng bước chân sàn sạt Một giọng nói tao nhã khác vang lên Đại ca Huynh bàn đạo lý với người uống say làm gì Tiếng nói dứt Một bàn tay đeo bao lụa vươn tới Cầm theo túi da dê Chuông bạc trên cổ tay len keng Mai hàm tuyết liếc xéo mắt Quay đầu lại Đứng sau lưng y là một nam tử có ngoại hình giống y như đúc Có điều gương mặt tràn trề nét cười Xung mạo cực kỳ dịu dàng Thật ra gặp phải quỷ say ý à Chỉ có hai biện pháp Nam tử cười mỉm Chuốc ngất hắn hoặc đánh bất tỉnh hắn Mai hàm tuyết cạn lời Nam tử kia nói xong Chớp mắt với mai hàm tuyết Biết đại ca kỳ diệu rồi Huynh quay về đi để uống với hắn Làn khói mỏng manh xanh nhạt lượn lờ bay lên Uyển chuyển tản ra chứa chan tình cảm nhưng lại mờ ảo nhạt nhòa. Phòng ngủ của đại sư huynh đạp tuyết cung tràn ngập mùi long tiên hương đắt đỏ nồng đậm, khắp nơi đều trải thảm lông tơ trắng tinh, bước chân xuống lún đến tận mắt cá, màn trứng lụa tơ càng khiến người ta không rõ là đêm hay ngày, gió thổi màn lập phất, gió luồn sau hàng tua. Mai hàm tuyết đi chân trần, chống cằm đỡ đầu, nằm trên mặt thảm nhung trắng, ngón chân trắng muốt như ngọc tùy tiện cọ vào nhau, đôi mắt ngọc bích nhìn tiết mông đang ngồi xếp bằng trước mặt mình uống từng hớp rượu rượu quá ba tuần mai hàm tuyết cười nói ai tử minh ngươi không kinh ngạc à kinh ngạc cái gì chúng ta có hai người tiết mông à một tiếng mai hàm tuyết lắc đầu ta quên mất tiểu lượng ngươi rất kém sau khi say thì đầu óc cũng chẳng khác người thường là bao làm gì có kinh ngạc hay không tiết mông hừ một tiếng không biết ngươi có nhận ra chưa trên tử sinh đỉnh hôm đó Người ngăn kiếm cho ngươi chính là Đại ca ta Không nhớ nổi Mai Hàm Tuyết nói Người đã thấy vũ khí của huynh ấy rồi Sóc phong Một thanh kiếm đúc từ huyền thiết bạc Tiết mông cau mày ra sức suy nghĩ Nhưng trên đại điện hôm đó Người cản cho ta rất xấu Vũ khí cũng không phải là màu bạc Là... là... là, là lam Mai Hàm Tuyết khéo hiểu lòng người gật đầu Bởi vì hôm đó huynh ấy tức giận huynh ấy nổi nóng vậy nên huynh ấy đổ linh lưu bình thường huynh ấy không hề đổ linh lực đâu ca ca ta thực không thích xuống tay độc ác là mây. hành kiếm kia thực ra là chúng ta dùng luân phiên là linh hạch mộc thủy huynh ấy là linh hạch thủy hỏa có cơ hội ngươi sẽ trông thấy ba loại linh lưu lục đỏ lam nhưng y không nói tiếp bởi vì tiết mông không quá hứng thú với điều này tiết mông nghe được một nửa lại bắt đầu uống rượu của mình thần sắc nhạt nhẽo Mai hàm tuyết nheo mắt lại Y đột nhiên cảm thấy dáng vẻ này của tiết mông không hề ngang tàng ngông nghênh như ngày thường Hơn nữa còn có phần lạnh lẽo Sự lạnh lẽo này khiến tiết mông không còn giống chính mình Mà là giống một người khác Nhưng giống ai đây Mai hàm tuyết nhất thời không nghĩ ra Y cũng lười nghĩ Xưa nay Y vẫn luôn làm việc như dòng khói mảnh Do thủy não kim thú phun ra này Biến nhác Bay đâu tính đó mềm mại tự nhiên tiết mông lại uống cạn một túi da dê sau đó hỏi mai hàm tuyết còn rượu nữa không còn nhưng người đã uống nhiều quá rồi không uống được nữa tiết mông nói ta ngàn chén không say mai hàm tuyết bèn cười Người điên à nhưng vẫn đưa rượu cho hắn trước khi đưa còn dịu giọng nói đây là bầu cuối cùng rồi còn cho ngươi nữa để ca ca ta biết thì còn không dóc xương ta ra tiết mông bèn chậm rãi uống rượu thần sắc lại rất lạnh lẽo hắn không giống tiết mông rồi uống lại uống tiết mông đột nhiên lẩm bẩm ngươi có ca ca chả mai hàm tuyết cười nói không phải chứ nói cả buổi rồi mà bà nãy ngươi cũng trông thấy ánh mắt tiết mông có phần lơ đãng lông mi rất dài giống như hồ điệp đậu xuống hắn lại lẩm bẩm ta cũng có ca ca ừ ta biết Tiết mông dựa vào cột, ngồi xếp bằng đã lâu, có hơi tê. Hắn duỗi thẳng một chân ra, nhìn chằm chằm mai hàm tuyết trong chốc lát. Bỗng nhiên, thần sắc lạnh băng trên mặt biến mất, mà mày mắt lại khoác lên hào quang dạng dỡ. Nhưng trong ánh hào quang này, tiết mông vẫn không giống tiết mông. Hắn mỉm cười hỏi, này, ca ca ngươi đối với ngươi thế nào? Mai hàm tuyết có chút kinh ngạc với sự truyền biến của hắn. Chẳng lẽ người này lại có biểu hiện khi uống say như vậy? Nhưng vẫn nói, rất tốt, Ha, ngươi đúng là kiệm lời như vàng, rất tốt là tốt thế nào? Y đúc vũ khí cho ngươi, hay là nấu cho ngươi một bát mì ăn khi ngươi mắc bệnh? Mai Hàm Tuyết mỉm cười nói, đều không, nhưng huynh ấy cản nữ nhân cho ta. Tiết mông câm nín. Ta không thích nhìn tình nhân cũ khóc lóc lắm. Mai Hàm Tuyết nói, mấy người ta không ứng phó được đều là huynh ấy cản cho ta. Huynh ấy làm việc thẳng thắn hơn ta nhiều, không hề có tình cảm, cũng không dây dưa lòng vòng. Nhưng huynh ấy cũng chẳng hề có tình thú Vậy nên tuổi đã bao nhiêu rồi Mà vẫn còn chưa nắm tay cô nương nào Tiết mông nhăn mũi Ca ca ngươi tên gì Mai hàn tuyết Giống ngươi à Chữ không giống Y cười Huynh ấy là hàn trong hàn lãnh Người cũng như tên Tiết mông lào bảo Vì sao các ngươi lại phải làm trò ngu ngốc này Mai hàm tuyết nói Để tiện làm việc Có một số việc hai người làm thì không có gì khác lạ nhưng nếu như người ngoài đều tưởng rằng do một người Thì sẽ cảm thấy cực cao thâm khó lường Cung chủ cố ý dặn chúng ta làm như vậy Thế nên từ nhỏ đã dẫn ta và ca ca theo như thế Y nói rồi mở nắp lư hương ra Cầm thìa bạc gầy cho tàn bên trong Lại bỏ vào chút hương liệu xua lạnh Giọng nói rất mềm mại Ta và huynh ấy luôn luôn mang mặt nạ ra người theo Khi huynh ấy đổi ta sẽ dùng dung mạo thật gặp người Mà khi ta thay đổi Huynh ấy sẽ hành sự bằng chân thân Thoáng cái đã hơn 20 năm Các ngươi không mệt sao Không mệt rất thú vị Mai hàm tuyết cười Có điều ca ca có lẽ là thấy mệt rồi Huynh ấy thường nói Ta nợ phong lưu quá nhiều ở bên ngoài Khiến cho huynh ấy ra khỏi cửa Cũng phải đi vòng tránh mấy nữ tu kia Tiết mông chưa từng trải nghiệm cảm giác Được nữ tu vần quanh Trên thực tế hắn cảm thấy tình cảm của mình Cũng chẳng khác vị huynh đài Mai Hàn tuyết kia là bao Tuổi đã cao rồi mà còn chưa chạm tay được nữ nhân nhưng chuyện này cũng chẳng có gì đáng khoe khoang Thế nên hắn khô khóc uống rượu trầm mặc không lên tiếng Khi Mai Hàm Tuyết tưởng rằng hắn đã say bí tỉ Đầu óc cũng không còn bình thường lắm nữa Lại không ngờ tới Tiết mông đột nhiên hỏi y một câu Vì sao lại cứu ta Ngữ điệu lại thay đổi Lần này trở nên rất dịu dàng Sự dịu dàng này xuất hiện trên mặt Tiết mông Quả thực quá không hài hòa Còn trói mắt hơn so với sự dạng dỡ trước đó Và sự lãnh đạm trước đó nữa Mai hàm tuyết cuối cùng cũng có phần không chịu nổi Y ngồi dậy giơ bàn tay đeo chuông bạc Quay cầm tiết mông sang hai bên để xem xét Vừa xem vừa nói Kỳ lạ, đúng là người thật Chuyện gì thế này Tiết mông cũng không dãy rủa Mặc cho y xoay mặt mình Đôi mắt đen như mực yên lặng nhìn mai hàm tuyết Một lát sau lại hỏi Vì sao lại giúp tử sinh đỉnh Ta thân ngươi lắm sao Cũng không tính là thân lắm Mai hàm tuyết nói khi nhỏ từng chơi với ngươi, nhưng người từng chơi với ngươi, ngày này là ta, ngày khác là ca ca ta. Kỳ thực bản thân ta cũng chỉ ở chung với ngươi chừng 10 ngày. Vậy tại sao bằng lòng thu nhận ta? Mai hàm tuyết thở dài, y vươn ngón tay dài thon ra, chọc vào ấn đường tiết mong. Cha mẹ ngươi từng cứu mạng mẫu thân ta, bà là người của thành toái diệp. Toái diệp thì ngươi biết đấy, rất nhiều lệ quỷ, sau khi sinh ra huynh đệ chúng ta bà bèn đưa chúng ta đến đạp tuyết cung côn luân sau này tà ma quấy phá thành thương vong nặng nề bà vất vả trốn ra lại bị đứt một chân hương liệu vừa bỏ vào có một mùi thơm mắt lạnh như tuyết tùng mai hàm tuyết cười suốt đường lăng bạt kỳ hồ không có ngân lượng khi tới chân núi côn luân đã sắp tắt thở rồi vẻ mặt y vẫn rất hiền hòa dây đeo mang giọt nước màu đỏ giữa chán đang phát sáng lấp lánh khi đó tiết bá phụ và vương ba mẫu đến đạp tuyết cung côn luân thăm hỏi lần đầu tiên họ gặp được người mẫu thân đang thoi thóp hơi tàn của ta không hề hỏi thân thế của bà không hề lấy hết tiền của bà dùng thứ thuốc tốt nhất trị cho bà sau khi biết bà tới tìm con trai còn cõng bà lên núi côn luân tiết mông nhất thời không biết nói gì sững sờ nghe hồi lâu sau hắn mới hỏi vậy sau đó mẹ ngươi thế nào bệnh quá nắng mai hàm tuyết lắc đầu Hết đường xoay sở Vẫn đi mất Có điều nhờ phúc của bá phụ bá mẫu Chúng ta gặp được bà lần cuối Một lọn gió thổi vào Khói trong phòng tan ra Chuông gió trên mái hiên vang tiếng Thánh thót như tiếng nước Mấy năm nay bá phụ bá mẫu vẫn luôn nói Không cần ghi ơn Chỉ là tiện tay mà thôi Sau này chính họ thậm chí còn quên mất việc đó Nhưng ta và đại ca vẫn nhớ Mai hàm tuyết ngước đôi mắt xanh biếc Tĩnh lặng nhìn hắn Thời gian đã quá lâu, khi nói đến việc này, đau xót đã không còn thấy được, chỉ có ôn hòa. Hôm đó là tiết bá phụ cõng mẹ ta, mà vương ba mẫu che ô bên cạnh, họ sợ mẹ ta lại mắc phong hàn. Bá phụ bá mẫu vào điện, chuyện nói đến đầu tiên không phải là công sự của tử sinh đỉnh, cũng không phải là muốn liên minh hay làm thân với đạp tuyết cung. Họ hỏi, nơi này có một đôi song bảo thai đến từ thành toái diệp hay không? Lông mi vàng nhạt rổ xuống che khuất đầm nước biếc xanh nói thật lòng đó là trưởng môn và trưởng môn phu nhân xuất sắc nhất ta từng gặp trên đời này tiết mông nghẹn ngào cha mẹ ta mai hàm tuyết ừ một tiếng nói cha mẹ ngươi tiết mông vùi mặt vào lòng bàn tay bả bà vai khẽ run rẩy hắn lại khóc nước mắt suốt đời này giống như đã chảy trọn trong mấy tháng sụp đổ này hắn khóc cuối cùng hắn lại trở về dáng vẻ của tiết mông mà lúc này mai hàm tuyết mới bừng tỉnh nhận ra vừa rồi hắn lãnh đạo nói Ta ngàn chén không say Đó là sở vãn ninh Hắn dạng giữa hỏi Người cũng có ca ca sao Đó là mặc vi vũ Hắn nhẹ nhàng hỏi Vì sao lại cứu ta Đó là sư minh tịnh Hắn đang nỗ lực lại vụng về Mà nhớ lại dáng vẻ của bọn họ Nhớ lại từng phút từng giây Từng ánh nhìn từng tiếng cười của bọn họ Hoặc đứng hoặc ngồi Hoặc buồn hoặc giận Ngày xưa hắn đã quen với sự lạnh lùng của sở vãn ninh sự rực rỡ của Mạc Vi Vũ, sự dịu dàng của Sư Minh Tịnh. Ngày xưa hắn có sư tôn, có đường ca, còn có trí hữu. Đột nhiên một đêm mưa đập lá bèo, sơn hà vụn vỡ, gió thổi sợi bay. Mưa tạnh, chỉ còn một mình hắn vẫn ở lại. Bọn họ đều biến mất. Một mình tiết mong xách theo một bình rượu đục, uống vào. Một người thành ba người. Hắn khóc, cười, lãnh đạm, nhiệt tình, dịu dàng. Hắn thích bọn họ, cung kính biểu đạt niềm yêu thích, bướng bình biểu đạt niềm yêu thích, cự nữ biểu đạt niềm yêu thích. Hắn nghĩ có lẽ hắn vẫn chưa biểu đạt tốt, lòng yêu thương của hắn với sư tôn vẫn luôn rất ngu đần, lòng yêu thương với đường ca vẫn luôn rất gay gắt, lòng yêu thương với sư muội vẫn luôn rất hững hờ. Uống hết rượu, tiết mông chậm rãi cuộn mình lại, hắn co giúp người hốc mắt đỏ hồng, hắn nói là ta không tốt, là ta sai. Mọi người trở về đi. Ta không ngạo mạn nữa, không ngông cuồng nữa, không do dự nữa, không khinh miệt nữa. Tiết mông nức nở, chán áp đầu gối, toàn thân khẽ run rẩy. Hắn khóc, hắn nói, trở về đi, đừng để lại ta một mình. Nếu như cố nhân có thể quay về, nếu như hết thầy có thể bắt đầu lại, hắn không muốn thanh danh thiên tri kiêu tử gì cả, không muốn uy nghiêm thiếu chủ tử sinh đỉnh gì cả. Hắn chỉ muốn thừng thắn mà nhiệt liệt nói với bọn họ. Ta thật sự, thật sự, rất yêu mọi người, không thể không có mọi người, cả đời đều dây dưa với mọi người. nguyện dùng linh hạch, nguyện dâng ngàn vàng, nguyện dốc hết mọi thứ đổi lại cố nhân xung vầy dưới mái nhà một buổi mừng vui. Mai Hàm Tuyết thấy hắn đau buồn, thấp giọng thở dài, giơ tay lướt khẽ qua tóc Mai Hắn, đang định nói gì đó, chợt nghe một tiếng vang ầm ầm ngoài cung, giống như sấm sét nghiền nát mây dày, mặt đất rung chuyển. Cơn dung chuyện này kéo dài một hồi lâu, giống như có một con thú khổng lồ nào đó ở sâu trong cánh đồng tuyết đang thức tỉnh, có thể hít hà vươn lên nút chừng mặt trời. Mai hàm tuyết thầm nghĩ, không ổn. Thu xếp tiết mông ổn thỏa, đang định đi ra ngoài, lại nhìn thấy huynh trưởng cầm bội kiếm vén màn lụa, xài bước đi tới. Sắc mặt người đại ca nặng nề, cực kỳ u ám. Tiến đại điện ngay đi. Mai hàm tuyết ngạc nhiên nói, sao vậy vừa rồi là động tĩnh gì? Huynh trưởng xưa nay lạnh lùng mím môi nói, phía đông bắc xuất hiện một trận pháp thần bí khổng lồ, chỉ sợ lời Mặc tông sư nói trước đây không sai, thời không sinh tử môn sắp mở rồi. Mời các bạn tiếp tục đón nghe bộ truyện đam mỹ Husky và sư tôn mèo trắng của hắn trên kênh audio kể chuyện đêm khuya. Chương 291 Tử sinh đỉnh, hai đời đan sen Đạp tiên quân đứng trong không trung vạn trường, áo bào đen giống như đốm mực vầy cuồn cuộn. Hắn nheo mắt lại, tay áo dườm già hoa văn bị thổi tán loạn linh lực trong tay giống như rồng lượn nuốt mặt trời mãnh liệt xé rách màn sương lạnh hữu hình với thời không vô hình ầm một tiếng chợt có tiếng vang lớn một tia chớp giống như lưỡi đao chém xuống nháy mắt đập tan bầu trời tĩnh mịch mấy hồi ngay sau đó nước thiên trì tuôn ngược tuyết côn luân sụp lở mây vàng sát đất gió bắc đầy trời trước đây sở vãn ninh tới hồng trần này chỉ xé một dấu vết nhỏ bé sau này sư muội hao tâm tổn huyết phục hồi lại vết tích này cũng tới trần thế này theo nhưng hai lần thời không dạn nứt đó đều chỉ là vết thương rất nhỏ nhanh chóng bị lực lượng hồng mông khôi phục về nguyên trạng mặc dù trên giao sơn năm đó từ xương lâm nhờ ngũ đại thần binh mà mở ra một vết thiên liệt lớn đó cũng chỉ là tạm thời đập vỡ thành lũy giữa hai hồng trần mà thôi nhưng lần này vết rách do mặc nhiên chính tay xé ra hoàn toàn khác với trước đây bầu trời thoáng chốc ngập tràn màu đỏ tươi Đồng thời có mặt trời và hai mặt trăng từ từ nhô lên Tỏa ra ánh sáng hư ảo yếu ớt màu trắng nhợt Treo cao trên khung trời Từ giang nam đến mạc bắc Từ góc biển đến chân trời Trong nhất thời gần như tất cả mọi người đều ngừng công việc trên tay ngẩng đầu nhìn thiên tượng kỳ quái đáng sợ này Chấn vô thường có đứa trẻ bi bô tập nói đang khóc Được mẫu thân ôm chặt vào lòng Mẫu thân hôn lên má nó no dỗ dành Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa bé ngoan Mẹ đây rồi, mẹ đây rồi thành dương châu có bà cụ tóc bạc ra mồi run rẩy chống gậy còng lưng xuống khàn giọng sao sao trên trời lại có hai mặt trăng còn có hai mặt trời trời ơi đây rốt cuộc là chuyện gì đảo phi hoa tôn tam nương dựng mày rậm chống nảnh đứng bên bờ bà ta nghiêm giọng ra lệnh cho tất cả mọi người vào nhà tắt đèn trú ẩn lại dặn người làm sắp xếp cho tất cả những người già yếu tàn tật vào phủ bà ta nhìn chằm chằm hiện tượng kỳ lạ trên không trung mắt tóe ánh lửa Càng không cần nhắc đến các môn phái lớn như cô Nguyệt Dạ, Hòa Hoàng Các, Vô Bi Tử. Dù cho chịu chấp nhận hay không, gần như tất cả các tu sĩ đều rõ ràng hiểu được một chuyện vào thời khắc này. Thời không sinh tử môn, thật sự mở rồi. Mặc nhiên cưỡi gió lướt trên không trung, trong mắt phủ đầy mùi máu tanh, đồng tử lóe lên ánh sáng mãnh liệt mà điên cuồng. Hắn bị sư minh tịnh dục dã mê hoặc, trước trước sau sau tận mấy lần, sống rồi lại chết, chết rồi lại sống, ký ức còn bị xóa đi rời rạc, trong cơ thể chỉ vỏn vẹn còn sót lại một sợi thức hồn để cầm cự. Vậy nên hắn hoàn toàn điên cuồng, càng khó thuyết phục hơn trước đây. Hủy trời diệt đất, rất nhanh một nửa giang sơn đều bị đám mây đen này che kín. Đạp tiên quân ngẩng đầu lên, cười ha hả, nhưng hắn đang cười cái gì? Hắn cũng không rõ, cũng không biết. Đầu óc dối thành một nùi, trong lồng ngực chỉ không ngừng quanh quẩn mệnh lệnh của chủ nhân. Hắn nheo mắt lại, nhìn tầng kết giới trong suốt lấp lánh dưới mây đen cuộn cuộn kia. Miệng xoắn ra một nét cười lạnh, sau đó giơ tay lên trầm giọng nói. Bất quy, bất quy lập tức xuất hiện. Đầu ngón tay của đạp tiên quân vuốt qua từng khúc từng khúc thân đao, trả bóng. Ngay sau đó, hắn hung tợn bổ xuống kết giới ngăn cản giữa hai hồng trần kia. Tĩnh mịch dây lát, đột nhiên đất đai vang rèn vạn vật chạy trốn. Thời không sinh tử môn cuối cùng đã bị hắn mở ra, chém đứt, Vạn nát hoàn toàn, thoáng chốc non sông biến sắc, linh lực hung hãn bá đạo và hơi thở thần võ từ bất quy của hắn đã khiến vết nứt này khuếch đại vô cùng triệt đẻ trong vòng trăm năm cũng tuyệt đối không thể khép lại. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Đạp Tiên Quân đứng tại vết rách thiên liệt tuôn trào gió táp, nheo mắt nhìn trong chốc lát, sau đó quay đầu nhìn hồng trần này, dừng lại, xoay người bước vào thế giới chân chính thuộc về hắn. Khi tiếng gió rít gào bên tay dừng lại, hắn nhấc màn mi trước mắt là một vùng mênh mông trắng xóa hắn lại quay về thế giới mình đã xưng đế xưng vương về đạp tuyết cung côn luân của đời trước bệ hạ cung nghênh đế quân bệ hạ trở về hắn đứng trên cánh đồng tuyết mênh mông rậm rạp có vô số bước chân chạy về phía hắn liên tục quỳ xuống nền tuyết như thủy triều ba quỳ chín lại dập đầu với hắn đạp tiên quân không lên tiếng ánh mắt như loài ưng nhìn chằm chằm qua từng hàng tu sĩ từng người khoác áo choàng đen nhìn không thấy tận điểm cùng những người này kéo dài thẳng xuống chân núi đứng đầu là một ông lão run rẩy gió bấc thổi những sợi tóc hoa dâm trên trán ông chính là lưu công đã phụng dưỡng hắn nhiều năm năm ấy khi đạp tiên quân chết lưu công cũng giống như những công nhân khác bị trao trả hồi hương vốn tưởng rằng mọi thứ sẽ kết thúc như vậy nhưng không được bao lâu một thánh thủ dược tông tên hoa bích nam đột nhiên xuất hiện để lộ mặt mày hung dữ còn điều khiển xác chết biết đi làm từ hài cốt của đạp tiên quân có điều xác chết biết đi này lại sở hữu ý chí và cảm xúc nhất định vô cùng bất mãn với những người câm hầu hạ hắn do hoa bích nam phái tới cho nên đến tận khi hoa bích nam tìm những công nhân ngày xưa của điện vua sơn về hắn mới chịu yên sau này vì một vài nguyên nhân nào đó mà lão lưu cũng không biết mai danh ẩn tích trong hồng trần này chỉ để lại một mình đế quân hấp hối trên đời muốn sống không được muốn chết không xong thời gian lâu dần dù có là kẻ ngu hơn nữa cũng có thể nhận ra từ bấy đến giờ đế quân vẫn luôn bị điều khiển lão lưu cũng không ngoại lệ nhưng một ông lão nhăn nheo đã sắp xuống lỗ đến nơi rồi thì có thể làm được gì ông tứ cố vô thân bạn bè cũng đã qua đời cả ông chỉ có thể coi việc hầu hạ đạp tiên đế quân như một phần gửi gắm cuối cùng của mình lụ khụ mà chậm chạp lo liệu chính vì phần gửi gắm này khi lưu công gặp lại hắn trong mắt có sự mừng rỡ lại có sự ưu sầu nhưng đến cùng lại trông chân thật hơn những người khác nhiều đạp tiên quân mấp máy môi lão lưu bệ hạ lưu công dập đầu xuống cuối cùng bệ hạ cũng trở về rồi ông biết không khi đạp tiên quân nói lời này đạp tiên quân lại không hề ý thức được mình đang giống với một đứa trẻ vội vã chia sẻ tin mừng với trưởng bối bản tỏa lại gặp được y rồi lưu công sửng sốt sở tông sư phải, gặp nhiều lần lắm. Linh hạch của hắn bản tọa cũng khôi phục rồi. Đến khi xong việc quan trọng, bản tọa sẽ có thể. Có lẽ là do đáy mắt độc ngầu của ông lão đã chiếu rõ cái bóng hưng phấn không thôi của mình. Đạp tiên quân chợt im lặng, có phần ngượng ngập mà quét qua những người xung quanh. Vẫn may, không ai dám chê cười hắn. Hắn mím môi, để bản thân lại trở nên lạnh lùng mà uy nghiêm. Phật ống tay áo nói, đi thôi, đừng quỳ nữa, đứng dậy hết đi, theo bản tỏa về điện vua sơn ngự kiếm một mạch về thục trung những nơi lướt qua âm u tử khí thập thất cửu không trong hồng trần này đã chẳng còn bao nhiêu người sống hắn đã quen rồi chỉ có điều ở lại thế giới kia một hồi lại trông thấy sự náo nhiệt của người qua người lại khi trở về địa ngục trần gian này vẫn có chút cô đơn đêm đó hắn mở một vò lê hoa bạch lâu năm một mình rót uống trong điện vua sơn trống rỗng từ khi có được linh hạch của mặc tông sư, cơ thể của hắn đã khôi phục lại không ít. Rất nhiều việc mà người sống mới có thể làm, hắn cũng làm được. Tỉ như uống rượu, tỉ như ăn cơm. Có điều, có chắp vá ra sao, thi thể vẫn là thi thể. Mùi vị mà lưỡi hắn có thể nếm được kỳ thực còn không bằng ba phần của lúc sinh thời. Có điều hắn vẫn vì thế mà cảm thấy hài lòng. Rượu quá tam tuần, đang ngà ngà say. Hắn đỡ chán, nằm trên giường em, Chán ngán một hồi Hồi tưởng lại chuyện cũ Những chuyện cũ này kỳ thực không hề thoải mái Dùng để nhắm rượu cũng khiến người ta cảm thấy phiền muộn muôn phần Trước đây hắn không muốn nghĩ Có điều giờ phút này hắn không sợ nữa Hai hồng trần đã đả thông Rất nhiều quá khứ không thoải mái có thể thay đổi Hắn nheo mắt lại Ngón tay thon dài cuốn sợi tua hồng trên bầu rượu Hắn lầm bầm Sợ vãn ninh Đứng dậy dứt khoát đi tới hồng liên thủy tạ phủ bụi đã lâu vừa tới cửa lại gặp được lưu công đang ra khỏi đó hai người thấy nhau đều sững sờ bệ hạ vạn an đạp tiên quân hỏi sao ông lại ở đây hắn nói rồi ánh mắt rơi xuống chiếc giỏ đựng rẻ lau và trổi lông gà mà lưu công mang theo đang quét dọn lưu lão thở dài dạ phải không biết hôm nào bệ hạ lại muốn tới nữa sợ đồ vật lâu không dùng sẽ mục nát vậy nên ngày nào cũng dọn dẹp lão lưu dừng lại trong này vẫn giống ngày xưa như đúc Bệ hạ vào đi. Đạp tiên quân bỗng nhiên không biết nói gì mới phải. Hắn đi một mình đến bên hồ sen. Hồ này được truyền linh lực. Vì vậy, hoa cỏ quanh năm. Sâu trong đám sen có một con ếch không hay biết gì. Đang phồng má kêu to. Hắn nghiêng đầu nghe một hồi. Chậm rãi nhớ lại một buổi chiều ngày trước. Cũng là đầu cây cầu này. Gió nam ngày hè sưởi ấm khiến đầu óc người ta mê muội Hắn đột nhiên nổi hứng. Kéo sợ vãn ninh đứng trên cầu. Không nói lời nào hôn lên chán y giữa bọn họ khi đó ngoài tình ái xa dường như cũng chẳng được hiền hòa là bao nụ hôn đột ngột này không hề có vẻ gì xuồng xã vậy nên khiến sở vãn ninh thoáng kinh ngạc ve sầu trên cây kêu ba tiếng còn ếch trong hồ cũng không chịu thua kém hắn nhìn đôi mắt phượng hơi trợn to ra càng cảm thấy thú vị bèn nói dù sao cũng rảnh rỗi chẳng bằng chơi một trò tiêu khiển không đợi sở vãn ninh cự tuyệt đã dán ngón tay lên môi đối phương nghe bản tọa nói hết Chúng ta chơi đánh cược Đợi lát nữa bản tọa đếm đến 10 Nếu ếch xanh trong viện kêu Thì coi như ngươi thua Ngươi phải bưng tới cho bản tọa một bình nước ô mai Nếu như ve trên cây kêu trước Thì coi như bản tọa thua Bản tọa ạ đưa ngươi xuống núi giải sầu Xuống núi quả thực là việc vô cùng cám dỗ Sở vãn ninh vốn định mặc kệ hắn Thế nhưng sớm chiều ở chung Đạp tiên quân đã nắm rõ điểm yếu của y từ lâu điều kiện đưa ra khiến y hoàn toàn không thể cự tuyệt nam nhân anh tuấn cười vậy bắt đầu thôi một hai ba giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên hai người đều lắng nghe tiếng ếch gọi tiếng ve kêu thế nhưng đế quân nhân gian có lẽ là không được may mắn hắn vừa bắt đầu đếm ve đã kêu càng lúc càng rộn rã ếch lại lười biếng ngừng âm thanh rất có vẻ muốn đình chiến tám chín càng đếm đến sau, càng kéo dài giọng kéo đến mức trình độ chơi xấu cũng quá rõ ràng, khiến sở vãn ninh quay đầu, lạnh lùng nhìn hắn. Ra mặt đạp tiên quân cũng thật dày, bị người ta nhìn như vậy mà vẫn còn dứt khoát dừng ở, chín, không đếm tiếp nữa, lại hỏi sở vãn ninh. Người nói xem con ếch xanh này có phải chết rồi không? Nếu không thì sao nó không kêu? Người chờ đá, bản tọa xem xem nó còn sống không? Nếu không thì không công bằng. Hắn nói xong nhặt một cục đá trên mặt đất, ném về phía con ếch xanh rõ ràng đang khỏe như vâm kia. Mười, ổp, tiếng ếch xanh sợ hãi nhảy tõm vào cái hồ nước, tiếng ếch và gợn sóng cùng lan ra, đạp tiên quân vang giọng cười ha hả, hắn phủi đất trên bàn tay nói với sở vãn ninh, người thua rồi, ếch xanh kêu trước. Sở vãn ninh phất tay muốn đi, ống tay áo lại bị kéo lại, tâm tình của đạp tiên quân vớ bở đang rất tốt, hồ sen lững lờ bóng mai, hắn mặc kệ cân tức của đối phương cười nói, Nước ô mai phải lạnh, loại đặc biệt lạnh. Ngươi còn cần mặt mũi không? Sở Vãn Ninh gần như cắn răng hàm nói. Thứ đó không thể giải khát, cần thì có tác dụng gì? Đạp tiên quân nói xong chọc vào trán y. Đi đi, nhớ bỏ ít đường. Có lẽ là hôm đó tâm tình thực sự không tệ. Uống hết một bình nước ô mai ướp lạnh ngọt lịm. Ngay cả tiếng ếch kêu cũng nghe êm tai không nói nên lời. Lúc chạm vàng, hắn đột nhiên nói với sở vãn ninh. Sắp tròn 3 năm rồi Cái gì? Thấy phản ứng của y gương mặt trẻ tuổi đế quân thoáng có phần giận hờn Xưng đế Bản tọa xưng đế sắp tròn 3 năm rồi Đạp tiên quân vừa nói vừa cật lực tìm tòi một chút gợn sóng trong ánh mắt của sở vãn ninh Đáng tiếc kết quả lại rất khiến người ta thất vọng Hắn khẽ nhăn mũi có phần xa sầm lại Có phần không cam lòng Suy nghĩ dây lát đột nhiên nói Người theo bản tọa cũng đã 3 năm rồi sẽ thấy mùi vị của nước ô mai lạnh này không tệ. Bản tọa đưa ngươi xuống núi đi dạo vậy, nhưng không thể đi xa, chỉ trong chấn vô thường. Chuẩn bị xe ngựa, màn trúc gối lạnh, chén trà quạt xếp không thiếu thứ gì. Đứng trước cánh cửa tử sinh đỉnh đã tu sửa cơi nới ba lần, đạp tiên quân vuốt chiếc vòng khảm tơ vàng phỉ thúy trên trán bạch mã, nghiêng mặt nói với sở vãn ninh. Quen không? Đây là chiếc xe ngựa trước đây ngươi thích ngồi nhất khi xuất hành. Để yên cũng không vướng víu Không sai người ném đi Sở vãn ninh không hề tỏ vẻ vui mừng Nhưng sau đó y vẫn đạp lên bục gỗ chắc vàng Vén màn trúc tiến vào trong khoang Người hầu trợn mắt há mồm Quay đầu sợ hãi nhìn đạp tiên quân dưới ánh trời chiều Tính cách nam nhân này u ám Vô cớ lạm sát người vô tội là chuyện thường tình Thật sự không biết sở tông sư kia To gan tới nhường nào mà dám không biết lễ nghĩa Ngồi lên trước đế quân bệ hạ một bước nhưng điều khiến đám người hầu không thể ngờ chính là Đạp tiên quân dường như không hề chấp nhặt chuyện này Hắn thậm chí còn nheo mắt lại Tràn đầy hứng thú nở nụ cười Xem xem Người này vẫn còn tưởng mình là Ngọc Hành trưởng lão đấy Đang định lên xe theo Đột nhiên sau lưng chuyển đến Một tiếng nữ nhân uyển chuyển tinh tế Nữ nhân kia dịu dàng gọi An nhiên các bạn tiếp tục đón nghe bộ truyện đam mỹ Husky và sơ tôn mèo trắng của hắn trên kênh audio kể chuyện đêm khuya. Chương 292 Tử sinh đỉnh Lòng quân sâu như biển Đạp tiên quân quay đầu lại Thấy tống thu đồng y quan hoa mỹ Nhu nhược động lòng người Đang dẫn theo một hàng tùy tùng tới gần Tay hắn vươn ra vén mảnh ngừng lại Bất động thanh sắc mà kéo rèm trúc xuống che kín mít Sau đó hỏi Làm sao? Thiếp thân rảnh rỗi không có việc gì làm Tùy tiện đi tiêu thực một chút thôi Tống Thu Đồng chỉnh đốn trang phục thi lễ Ánh mắt mềm mại uyển chuyển mà nhìn tới phía xe ngựa A à nhiên muốn ra ngoài ư Tới chấn vô thường dạo chợ đêm À cười tươi sáng biểu tình kính cẩn nghe theo lại không mất thân cận Đường xá gần như vậy còn phải dùng xe ngựa Không phải đi một mình ư lúc đó tính kiên nhẫn của hắn về ả à không ít vì thế nở một nụ cười không phải đi một mình sóng mắt tống thu đồng lưu chuyển ánh mắt dừng trên nơi đạp chân của hoàng toan kia nữ tử tâm tư cẩn thận chỉ vừa liếc qua đã có đáp án biểu tình ả à đầu tiên hơi cứng lại sau đó lộ vẻ mặt vui vẻ nói a à, chẳng lẽ là sở phi muội muội quả thực có thể tưởng tượng được vẻ mặt của sở vãn ninh trong xe ngựa sau khi nghe thấy sưng hô này đạp tiên quân nén cười Ừ, là y Thần sắc trên mặt nữ nhân càng tươi đẹp mỹ lệ hơn Quả thực muốn khiến mây màu tía phía chân trời ảm đạm thất sắc Thật sự tốt quá Ở cung đình suốt 3 năm cũng chỉ có mỗi ngày đại hôn có thể gặp sở phi muội muội Nhưng đội khăn van suốt Hôm nay là ngày lành gì đây thế mà lại có thể gặp được À nói À nhiên có nguyện ý để hai tỷ muội chúng thiếp gặp nhau không Đạp tiên quân lắc đầu Tính tình ý không tốt Gặp người sống sẽ không thoải mái Cho dù đó có là người câm Đừng gặp Tuy mặc nhiên nói gì Tống Thu Đồng luôn nghe nấy Nhưng lúc này khó nhịn tâm tư lại Huống chi À có thể nói là đã chất chứa oán hận từ lâu với sở phi này Từ ngày thành hôn ấy vô cớ phải chịu nhàn ngôn toái ngữ À cảm thấy nhục nhã Sau đó nghe thấy càng nhiều công nhân nhàn ngôn toái ngữ Nói đêm tân hôn đế quân ở trong phòng sở phi Tới tận gần hoàng hôn ngày thứ hai mới ra một đêm cũng chưa ngừng nghỉ Động tĩnh kia thật muốn lấy mạng người ta Nghe người trực đêm nói Bọn họ bấm đầu ngón tay đếm Bảo ít nhất cũng phải 7-8 lần Bệ hạ cũng quá sung mãn rồi Còn có cả tiểu cung nữ cười hì hì nói Không phải sung mãn là sở phi nương nương ư Cả đêm tới tận lần thứ bảy thứ 8 Có lẽ rất nhanh sẽ có tiểu hoàng tử thôi Có điều khiến Tống Thu Đồng không chịu nổi nhất lời xì xào nói nhỏ là chuyện khác. Tỷ như... Hoàng hậu nương nương xinh đẹp như vậy Không ngờ tới Đêm tân hồn thế mà lại bị thất sủng Để căn bản không hợp lễ chế Bệ hạ cũng quá không để mặt mũi cho nương nương rồi À cảm thấy mặt như bị sở phi chưa từng thấy mặt Tát cho một cái Nóng rát đau đớn này suốt 3 năm Chỉ tăng chứ không giảm Sau này ngay cả tỷ nữ tâm phúc của ả à, Lòng cũng sinh oán hận Cắn răng nảy sinh ác độc oán trách Cũng không biết là hồ ly tinh ở núi nào tu hành Mê hoặc bệ hạ choáng váng đầu óc như thế ngược lại còn khuyên ả nương nương đừng khổ sở quá người xem bệ hạ gần đây như đêm nào cũng ở chỗ ả ta nhưng không thấy ả mang thai nghĩ tới thân mình chôn vùi ở đó sẽ không tốt đời này không có được con nối dõi bệ hạ cũng chỉ chơi đùa với ả ta thôi sớm muộn gì cũng sẽ phát chán tống thu đồng miễn cưỡng cười có ít lời làm sao ả có thể diện để nói ra số lần hoan ái của ả với hắn không nhiều lắm hắn đều cẩn thận tới cực điểm cũng không muốn để ả có thai Lần duy nhất nguyện phát tiết trong nơi ôn nhu hương của ả à là không lâu trước đây, sau khi hắn uống say, cãi nhau lớn cùng với sở phi, tới giữa nửa đêm mới tới nơi của ả. À. Khi đó ả à đã ngủ say, lúc mảnh bỗng dưng bị sốc lên, đối diện với cặp mắt đỏ tươi mất lý trí. Ả à thậm chí còn không kịp phản ứng, đã bị hắn lật ngược xé rách đổ lót, thô bạo lỗ mãng mà làm. Trong tra tấn lỗ mãng điên cuồng, búi tóc ả à bị hung hăng kéo lại. Ả à nghe thấy hắn thở dốc bên tai. Người giấu ta trộm viết thư cho ai Người để ý tới hắn như vậy Trong lúc mây mưa nàng bị kích thích tới nhũn cả người Lại nghe thấy hắn nỉ non phía sau mình Người không thể gặp bất cứ ai Không thể đi bất cứ đâu Người chỉ có thể làm sở phi của bổn tọa Cho dù không cam lòng đi nữa Đống thu đồng hồi thần từ ký ức khiến người ta bị sỉ nhục à, sửa sang lại thần sắc cho tốt cong lên đôi mắt đẹp lấp lánh Cười nói Tuy nói bệ hạ không ngại lễ nghĩa Nhưng dù sao cũng là tỉ muội Thiếp muốn gặp mụi ấy Tặng cho mụi ấy chút lễ mọn mà thôi Tay đạp tiên quân đặt trên màn trúc Không có ý định buông xuống Y gì cũng có rồi Cũng chẳng thiếu gì đâu Nếu lời nói ra đã tới mức này Tống thu đồng cũng hết kế sách có thể làm được Chỉ đành ôn thanh nhuyễn ngọc nói với đế quân vài câu Ánh mắt trông mong nhìn hắn lên xe ngựa Đi xa cùng hồ ly tinh kia Mà sâu trong màn trúc Trên ghế đẹp Đạp tiên quân nhịn cười tới đau cả cơ bụng Vẫn tiếp tục nghiêm trang nói bổn tòa thân là đế quân chuyên sủng ngươi xuất từ trước có lẽ không ổn rồi sắc mặt sở vãn ninh tối sầm nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ không rên một tiếng ánh nắng màu cam chiếu xuyên qua mảnh mỏng vào chiếu lên gương mặt y tầng tầng lớp lớp quang ảnh trong suốt đạp tiên quân nhìn chằm chằm một lát dựa tới gần dứt khoát nằm lên đồi y lưng sở vãn ninh thẳng tắp cứng đờ cũng không nhìn hắn mà hỏi người không nóng à Giọng ái phi lạnh như thế có thể giải nhiệt giảm nhiệt độ rồi. Sở vãn ninh rốt cuộc cúi đầu liếc hắn, ánh mắt còn lạnh hơn cả giọng. Y thật sự cảm thấy phẫn nộ. Không có nam nhân nào nguyện ý trở thành phi tần của một nam nhân khác. Một tiếng sở phi muội muội kia của tống thu đồng đã làm Y khó nuốt trôi. Đến đôi mắt của Y cũng ửng hồng vì bị xỉ nhục. Lúc đầu, đạp tiên quân phong Y làm phi cũng vì để Y nếm thử loại cảm giác không bằng cả nữ nhân tống thu đồng là thê, mà y, đường đường là bắt đầu tiên tôn, thế mà lại chỉ được phong cho một cái danh vãn bối là thiếp. Giận rồi, bồn tọa không để ngây gặp ả, ngây còn ấm ức cái gì nữa. Đạp tiên quân vốn còn muốn đùa cợt người nam nhân này, nhưng chiều hôm chợt lé, ánh hoàng hôn chiều tà chiếu vào màn trúc, chiếu sáng mặt sở vãn ninh. Đạp tiên quân nhận ra cặp mắt kia lạnh băng xa cách như thế, vì thế giật giật môi, Trung Quy cũng chẳng nói gì. Hắn bỗng nhiên cảm thấy thật không thú vị Hai người cũng chẳng nói nữa Tới chấn vô thường Thất thất bát bát mua rất nhiều đồ Kẹo đường, bánh hoa, hồ lô ngâm đường Đèn lồng Có thể mua đều mua chất trong xe ngựa Nhưng sở vãn ninh chỉ nhìn náo nhiệt ngoài màn trúc Cũng không để ý tới trong màn trúc rực rỡ muôn màu Làm thế nào cũng không thấy sở vãn ninh cao hứng Đạp tiên quân không khỏi có chút bực bội Được rồi Đêm nay không về nữa Hắn bỗng nhiên nói ở lại trong trấn đi Hắn ra lệnh cho mã phu tìm khách điếm Phủ thêm mũ áo choàng lên Cùng sở vãn ninh vào trong Tiểu nhị đang ngáp Thấy khách nhân lập tức sốc lại tinh thần Ngáp một nửa liền cười tùm tìm hỏi Khách quan ở trọ ư Cho một gian phòng Tuy rằng mặt sở vãn ninh bị mũ che đi không thấy rõ lắm Nhưng dáng người khí độ Rõ ràng là một nam tử Tiểu nhị không khỏi tò mò đánh giá Sở vãn ninh nói Hai phòng Nghe y nói vậy cơn giận đạp tiên quân vẫn luôn đè nén chật dồn lên đầu quan hệ của ta với ngươi thế nào dùng hai phòng để che tay mắt người ngoài à nếu nói ánh mắt tiểu nhị lúc nãy là ngờ vực thì giờ chính là chật bừng tỉnh đạp tiên quân rất hài lòng với loại ánh mắt này của tiểu nhị thậm chí còn có chút khuây khỏa ác độc phòng mở hắn lập tức kéo tay sở vãn ninh vừa vào phòng còn chưa đóng kín cửa đã chặt chặt chẽ chẽ hôn lên môi lưỡi vội vàng dây dưa kịch liệt hoa văn trên gỗ nho ngoài cửa sổ vạn nhà sáng đèn nhưng ánh sáng đó chẳng liên quan tới hắn hắn ấn sở vãn ninh lên giường lớn tiếng kéo kẹt ái muội vang lên hắn nghe thấy sở vãn ninh khẽ than một tiếng mặc nhiên người như vậy là có ý gì chúng ta như vậy còn có ý gì được những lời này qua bén nhọn nên qua lâu rồi nhớ lại ngực vẫn nhói đau đạp tiên quân mở mắt ra hắn vẫn đứng trước hồng liên thủy tạ những chuyện cũ đó đều đã qua nhưng không biết vì sao trước mắt hắn tựa như luôn có hư ảnh chớp động bên tai hình như có tiếng mưa rơi tầm tã hắn tựa hồ là u hồn trong đêm xuyên qua cửa sổ gỗ nho khắc hoa văn nhìn trộm vào hắn thấy được căn phòng như vậy vẫn là hai người như thế không giống chỉ có mưa to ngoài cửa sổ cùng loại không khí yêu say đắm trên giường Hắn thấy mình cùng sở vãn ninh liều chết Triển miên trên chiếc giường kia Phòng rất tối Nhưng hắn xác định mình có thể thấy mặt sở vãn ninh Mê mang dục vọng Hơi khép hở mắt Cùng dây dưa một chỗ với mình Cảm thấy thẹn lại nóng bỏng Ảo giác này Mình không phải không có thâm tình Mà chăm chú nhìn nam nhân dưới thân Khẩn cầu lại kiên quyết Đêm nay ta chỉ muốn làm ngươi thoải mái Hắn cúi đầu hôn lên ngậm lấy nơi yếu ớt của sở vãn ninh như mong muốn nghe thấy người nọ thở dốc ngón tay sở vãn ninh hoàn toàn luồn vào mái tóc đen của hắn a lên một tiếng đạp tiên quân bỗng đỡ chán mình chỉ cảm thấy đầu đau như muốn vỡ ra hai đoạn hồi ức này đan xen với nhau cắn xé nhau muốn chiếm thế thượng phong đoạn nào là thật đoạn nào là mơ hắn không biết hắn không dám nghĩ nữa miễn cưỡng bình ổn nội tâm hắn cướp đường đi rời khỏi hồng liên thủy tạ Hắn vào vũ kiếm bình đứng trước ngọc trắng khắc lan, nhìn ngọn núi xa vời. Ngực hơi phập phồng đoạn ký ức có thể nói là hương diễm vừa nãy là gì? Chẳng lẽ là cuộc sống của mặc nhiên ở thế giới khác đã trải qua ư? Hắn lại không tự chủ được mà nhớ lại cặp mắt ướt át lại nhu hòa kia của sở vãn ninh. ngẩng cổ, trầm thấp, thở dốc trên giường. Đạp tiên quân bỗng dưng siết chặt vòng bảo hộ chẳng lẽ sở vãn ninh cam tâm tình nguyện cùng tên mặc tông sư gặp quỷ kia lên giường à không biết vì sao rõ ràng hai bọn họ cùng là một người lửa giận của đạp tiên quân vẫn bốc cháy hừng hực nhiễm đỏ đáy mắt nếu đó thật sự là hồi ức của một mình khác vậy hắn bỗng nhiên cảm thấy vô cùng phẫn hận cùng không cam lòng vì sao dựa vào cái gì sau khi hắn bị hoa bích nam làm sống lại là cái xác không hồn quay về nhân gian này để lại cho hắn chính là vua sơn điện đầy vết nứt trước mắt cùng một đống cục diện rối rắm làm người ta buồn nôn tới cực điểm lúc hắn hốt hoảng chạy tới hồng liên thủy tạ nhìn thấy gì chứ là cho bụi sau khi linh lực đã tan hết hải đường rụng đầy đất phòng ốc không người trống trơn và hồ sen không hề có cố nhân hắn bị hoa bích nam kéo dậy sống lại từ địa ngục nhưng thi thể sở vãn ninh đã hóa thành cho tàn không còn dư lại cái gì rốt cuộc không tìm thấy nữa. Hắn nhớ rõ khi ấy mình chậm chậm tới bên hồ sen, cúi đầu mặt vô biểu tình nhìn trong chốc lát. Sau đó cúi người nhúng cả tay vào trong, vốc nước lên. Giá lạnh sâu thẳm, lạnh lẽo thấu xương. Hắn không tự chủ được mà dùng mình. Nước chảy khỏi khe ngón tay, hắn suy sụp ngồi xuống đất. Cho nên hắn về đến nhân gian, đến tột cùng, còn có gì nữa đâu. Hắn mỗi ngày, mỗi ngày đều chán ghét cuộc sống trên đời này hơn. Nhưng hắn là kẻ bị quản chế, thân bất do kỷ, hắn không thể không phục tùng mệnh lệnh của Hoa Bích Nam. Sau đó, Hoa Bích Nam dò ra một khe hở của thời không sinh tử môn, lại không chịu nói cho hắn là ai để lại. Tên cao hứng kia phấn chấn, phần mình mà tới một hồng trần khác để lại hắn vất vả bán mạng ở đây. Có điều vui mừng duy nhất vì để hắn làm việc trong lòng có Phật. Hoa Bích Nam lâu lâu suy nghĩ cách gửi cho hắn chút tin tức. Nên hắn biết được một phần hồn mình trọng sinh ở thời đại kia. Hắn biết được tin tức về sư muội tin tức về tiết mông tin tức về diệp vong tích nam cung tứ những kẻ đã chết từ lâu hắn cũng biết được tin tức về sở bản ninh hoa bích nam gửi thư cho hắn luôn ngắn ngủi tích chữ như vàng hắn cũng cực kỳ chán ghét chữ của hoa bích nam đầu bút lông bén nhọn như đuôi bò cạp những lá thư đó thành niềm hy vọng lớn nhất của kẻ hoạt tự nhân là hắn tựa như cho người chìm sâu trong biển một hơi thở mỗi lá thư hắn đều giữ lại lúc không có thư mới hắn lại lật đi lật lại mấy lá thư làm hắn ghê tởm muốn chết đọc cả trăm lần hắn cảm thấy mình hẳn là điên rồi vào đêm người hầu dâng cơm chiều hắn thích náo nhiệt nên từ khi trọng sinh tới nay vẫn luôn cưỡng chế mọi người tụ tập trong điện hắn lười biếng nghiêng người nằm nhìn bọn họ ăn thường thường hắn sẽ hỏi vài câu vị thế nào đạp tiên quân ngày xưa không thích đọc sách nhưng mấy năm nay chẳng có ai ở bên cạnh hắn để tiêu khiển đêm dài chậm chạp chỉ có thể lật thẻ che ra tiêu khiển đọc đọc cũng ngẫm ra được chút thú vị trong câu chữ ví dụ như hắn muốn người ta ăn cơm cháy hắn sẽ nói đến người nếm thử sấm dậy đất bằng giúp ta hắn muốn người ta ăn rau chân vịt hắn lại nói người nếm thử vẹt xanh mỏ đỏ trong bát đi muốn một kẻ thất học đọc sách rất khó nếu mà kẻ thất học kia còn cảm nhận được nó hay chỉ có thể nói cuộc sống của hắn đã chẳng còn gì thú vị nữa Tại Diên Hàm có người tới báo Bệ hạ Thánh thủ tiền bối cũng đã trở về rồi Một mình hắn Đưa theo mộc các chủ Bọn họ muốn ăn bài việc hiến tế trước Sau khi thỏa đáng sẽ tới gặp bệ hạ Đạp tiên quân bóp vỏ nho tím trong khay bạc Biểu tình nhạt nhẽo Bảo bọn họ cứ từ từ mà tới bổn tọa muốn được thanh nhàn Người vừa tới lại nói Còn nữa thánh thủ tiền bối còn một câu muốn dặn dò bệ hạ Gì Mấy ngày tới chú ý Trần thế đã loạn Y nhất định sẽ tới Ánh mắt đạp tiên quân sâu kín Sau một lát cười Biết rồi Bồn tọa tự hiểu trong lòng Hắn đương nhiên biết Y sẽ tới Hai hồng trần đan sen có trăm vạn lưu dân Mặc tông sư bỏ mạng từ sinh đỉnh luân hãm Sở vãn ninh cũng giống mình Chẳng còn lại gì Y cho dù có chết cũng tới tìm mình Đạp tiên quân không sợ hãi Thậm chí hắn còn có chút bí ẩn mong chờ Đêm đã khuya, trong cung sáng lên từng ánh nến. Chỉ là vu sân điện có tới 9.999 ngọn nến. Chiếu rọi bóng đêm, thành mặt trời không lặn. Đạp tiên quân gọi Lưu Công Công tới, nói. Người bảo kẻ khác dập nửa số nến đi. Đèn quá sáng, hắn sợ sở vãn ninh khó lèn vào, nên tự hạ cảnh rơi. Lưu Công Công làm theo phân phó. Hắn đứng yên chờ, chờ Lưu Công Công đến bẩm tấu cho hắn. Bệ hạ, nửa số nến đã dập ạ. Hắn nhìn cả đình ánh sáng mờ nhạt Vẫn bất mãn Nghĩ nghĩ nói Dứt khoát dập hết đi Lưu công không nói lời nào Từng chản từng chản ra cắp nến trong vua sơn điện bị dập tắt Nhưng đáy lòng đạp tiên quân lại sáng lên từng chút từng chút Hắn mơ hồ cảm thấy Sở vãn ninh sẽ tới nhanh thôi Người nọ có lẽ vẫn là một bộ bạch y vẻ mặt phẫn hận Miệng đầy thương sinh đạo nghĩa làm người ta chán ghét Có lẽ còn muốn báo thù cho mặc tông sư Hắn ngẫm lại Thấy thực hưng phấn đầu lưỡi liếm qua răng trắng dày đặc và bờ môi hắn chỉ chừa lại một ánh đèn đặt trong thau đồng để dưới đất sâu bên rèm đây là ánh nến hắn dành cho thiên nga tuyệt vọng sở bản ninh kia nói cho y ở đây đang chờ y tới chịu chết đêm đã khuya mưa ngoài cửa sổ bắt đầu rơi xuống tí tách đạp tiên quân thay chính bào đen tuyền theo tơ vàng trang trọng nhất tự tay sửa sang lại đệm giường chất gối đi lại trong phòng mấy vòng vẫn cảm thấy thiếu gì đó. Cuối cùng sai người mang vỏ lê hoa bạch ổ năm xưa, đun cách thủy. Người nam nhân này đun ấm rượu ngon, mặc trang phục lộng lẫy, kéo rèm xuống, đứng bên cửa sổ, nhìn mưa bên ngoài càng lúc càng lớn. Từ đầu tới cuối, ngay cả bóng dáng bất quy, hắn cũng chưa chịu hồi ra, cũng tới. Nhưng hắn cố tình lừa mình dối người, vừa giữ rượu ngon đất ấm, vừa hung thần ác sát mà nghĩ. Hừ. Chờ sợ vạn ninh tới Nhất định phải cho y biết thế nào là đau kiếm vô tình Mời các bạn tiếp tục đón nghe bộ truyện đam mỹ Husky và sư tôn mèo trắng của hắn Trên kênh audio kể chuyện đêm khuya Chương 293 Từ sinh đỉnh Đế quân trường môn oán Nhưng chờ đến tận nửa đêm Sở vãn ninh vẫn không tới Đạp tiên quân đầu tiên là hụt hẫng Sau chuyển thành âm trầm Cuối cùng lại lo lắng Hoa bào màu đen lướt trên nền đất lát gạch vàng Hắn đi qua đi lại Trong đầu không kìm được suy nghĩ Sở vãn ninh rốt cuộc làm sao vậy Thời không sinh tử môn bị xe sách, vô luận, muốn hỏi chân tướng hay ý đồ ngăn cản, hắn đều phải tới vu sơn điện tìm hắn. Theo tính tình bắt đầu tiên tôn, kể cả thiếu tay hay thiếu chân nhất định vẫn sẽ tự tới tìm phiền toái. Vì sao không tới? Bị bệnh, không có khả năng người kia bị bệnh cũng nhất định sẽ đến. Không biết, lúc trước có thể không biết nhưng bây giờ hai giới giao thoa, thiên địa kinh biến sao có thể không biết. Vậy thì, bỗng dưng ngừng lại, hắc ảnh phản chiếu dưới ánh nến leo lắt trở nên lầm chởm như đá lạnh cực kỳ đáng sợ chẳng lẽ là đã chết chưa kịp nghĩ nhiều thêm móng tay đã gắt gao đâm sâu vào lòng bàn tay đạp tiên quân cắn răng bắp thịt cả người đều phát run tám năm đồng hành ở vua sơn điện hai năm thi cốt gắn bó hắn dành phần lớn sinh mệnh của mình với sở vãn ninh bởi vậy cho nên sau khi hắn trở lại nhân gian nhìn sở vãn ninh ngay cả cho cốt cũng không còn Hắn thế mà càng trở nên điên cuồng. Việc sư muội mất đi, hắn có thể chấp nhận, đem hết toàn lực mà hy vọng có thể khiến người sống lại, nhưng hắn căn bản không chấp nhận được việc sợ vãn Ninh chết. Màn đêm càng thăm thẳm, ánh nến duy nhất mà hắn còn lưu lại kia đã sớm cháy hết. Hoa đèn tắt ngóm, con thiêu thân mà hắn mong chờ nhất vẫn chưa tới. Nỗi sợ hãi trong lòng càng lúc càng sâu, tựa như giọt mực rơi trên giấy tuyên thành không ngừng loang rộng hắn cứ lang thang đi tới đi lui, lặp đi lặp lại mà du tẩu. Cuối cùng, hắn vô lực ngã xuống giường. Đúng lúc này, hắn nghe được một thanh âm nhỏ đến khó phát hiện vang lên trên nóc điện. Đạp tiên quân đứng bật dậy, ánh sáng và hơi ấm tựa hồ trong khoảnh khắc quay trở về với thân thể hắn. Ánh mắt hắn sáng ngời, lại mang theo cửu hận. Nếu lúc này cho hắn một chiếc gương, hắn sẽ phát hiện biểu tình của chính mình với Trần A Kiều trường môn oán cũng chẳng sai biệt lắm đều là cái dạng này, ngồi chờ mòn mỏi mà quân không tới, bộ dáng oán phụ, cáo giận mãnh liệt. Hắn nghiến răng nghiến lợi, thậm chí không đợi đối phương động thủ trước, liền một chân đá văng cửa điện, nhảy lên nóc nhà giữa màn mưa lớn ảo ạt. Sở vãn ninh, kẻ điên không thể nói lý. Hắn chết khiến ngươi đau khổ tới mức không gượng dậy nổi ư. Hắn chết rồi có phải ngươi liền tâm tâm niệm niệm, không muốn quản nhân gian nữa sao? Người còn chưa thấy rõ, đao đã vung tới trong màn mưa ba bốn chiêu len keng chống đỡ tiếng vũ khí kim loại va vào nhau Văng lên cứng cáp sắc lạnh không phải từng nói quên mình hết lòng vì chúng sinh sao tinh thần xa suốt đến tận bây giờ mới đến cùng bổn tọa phân thắng bại cái gì mà vãn dạ ngọc hành bắt đầu tiên tôn tiền đồ cũng chỉ đến thế mà thôi đối phương lên tiếng thanh âm trong mưa có vẻ rất mơ hồ cái gì lung tung vớ vẩn đạp tiên quân nheo mắt hắn lập tức nghe ra thanh âm đó không phải là sợ vãn ninh. Điều này khiến cho hắn giữa lửa giận đột nhiên hiện lên một tia minh bạch. Đến khi đối phương lại một lần nữa đem lưỡi đao sắc bén chém về phía mình, ánh mắt hắn bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Bất quy lóe lên tia sáng xanh, giơ tay chém xuống. Chỉ nghe được keng một tiếng, vũ khí của đối phương từ đầu đến cuối không hề sáng lên thần võ quang hoa. Dưới thế công bạo ngược của bất quy, liền gãy làm hai mảnh rơi xuống mái ngói. Hỗn chướng nhà ai? Sau khi nhận sai người Đạp tiên quân càng thêm cáu kỉnh Đến binh khí đàng hoàng cũng không có Lại dám tới ám sát bồn tọa Đem mạch đao chỉ hướng đỉnh đầu người nọ Từng chữ âm u lạnh lẽo ngẩng mặt Người nọ chậm rãi ngẩng đầu lên Sấm sét trong nháy mắt xé tan bầu trời Ánh mắt hắt lên một gương mặt tái nhợt Đạp tiên quân nhăn mũi Biểu tình cực kỳ nguy hiểm Lại là ngươi Tiết mông đứng dậy tay cậu run lên khe khẽ Đạp tiên quân nhìn theo ánh mắt cậu thấy trên nóc điện ướt sũng là hai đoạn long thành đã gãy trong lòng chậm rãi minh bạch hắn nheo mắt qua hàng lông mi nhìn đến thanh niên bị mưa xối ướt đậm xem ra không nên nói lại là ngươi đạp tiên quân ngạo nghễ nói mà phải nói là ngươi à đệ đệ tốt của bồn tọa sấm dội vang trời màng nhĩ như thể bị nghiền nát tiết mông nhắm mắt lại lần đầu tiên cùng bồn tọa so chiêu đi đạp tiên quân cất tiếng Thật là tuổi trẻ non nớt lại ngây thơ So với ngươi sau này thì đáng yêu hơn một chút Ngươi trả ta Tiết mông vừa mở miệng Thanh âm lập tức nghẹn ngào Nhưng cậu vẫn nói Ngươi trả tính mạng cha mẹ cho ta Lời này kiếp trước Ngươi đã nói với bổn tọa một lần Bỗng dưng trợn mắt Phẫn nộ cùng đau đớn bộc phát cùng một lúc Ngươi trả tính mạng của ca ca Lúc này đạp tiên quân không hé răng Một lát sau mới cười lại nói Làm tông sư thật tốt một người hai người đều nhớ đến hắn nhưng hắn có từng nói với các ngươi hắn chính là ta chuyển sang kiếp khác tội nghiệt cùng hận thù kiếp trước tất thảy đều nhớ rõ trong mắt lộ hàn quang răng nanh sắc bén hắn chính là kẻ lừa đảo tiết mông và đạp tiên quân đối diện rằng coi trên nóc điện tựa như hai con thú đen thẫm dương cặp sừng hướng vào nhau đạp tiên quân càng nói càng khó chịu biểu tình bởi vậy cũng càng thêm vạn vẹo Hắn tên hỗn trướng Lừa hiện thế an ổn Lừa huynh hữu đệ cung Lừa thân bằng chung quanh Lừa cái thanh danh tốt đẹp Mặc tông sư Hắn sớm đáng chết Hắn đối với bản tọa có cái gì bất đồng Tiết mông nghiến răng nghiến lợi nói Các ngươi căn bản không giống nhau Ha <laughs> ha nực cười Nước mưa ào ạt rội xuống Theo mái ngói thành dòng nước chảy xiết Mãnh liệt dưới chân bọn họ Cái gì không giống nhau Có cái gì không giống nhau Ngươi cho rằng hắn sạch sẽ hơn ta sao ngâm trong nước mưa 100 năm cũng không rửa sạch dơ bẩn của hắn. Hàng mi dài của tiết mông đều bị nước mưa thấm ướt. Hắn với ngươi là hai người. Còn mẹ nó, ngươi mới là hai người. Đạp tiên quân nhẹ nhàng bâng quơ lại vô cùng ác độc. Ngươi giả mù sao? Vương phu nhân tân tang. Nghe những câu như vậy tất nhiên là cực kỳ trói tai. Tiết mông gầm lên, lửa bùng cháy trong lòng bàn tay, hướng pháp chú đánh về phía đế quân. Mười năm sau Tiết Mông cũng không phải là đối thủ của Đạp Tiên Quân Huống chi trước mắt chỉ là một nhãi con Đạp Tiên Quân mặt không biểu tình né qua Linh hỏa kia đến tóc của hắn cũng không chạm được Ngược lại Hắn giơ tay Đem cánh tay chưa kịp thu hồi của Tiết Mông bóp chặt Trong mắt đen tím Chậm rãi hạ xuống Hai vị dưới mái hiên Lập tức lăn ra đây cho bổn tọa Nếu các ngươi còn không nhúc nhích Coi chừng bổn tọa bóp nát cái bóng vuốt của chim non nhỏ này huynh đệ mai hàm tuyết hai người nhảy lên mãi hiên một người ôm đàn một người cầm kiếm đạp tiên quân cũng không ngoài ý muốn liếc mắt quét qua hai người bọn họ một cái cười lạnh nói nhân sinh các ngươi thật đúng là thú vị bất luận ở trần thế nào đều vô điều kiện mà cùng tiết mông đứng chung một chỗ đại ca không lên tiếng đệ đệ mai hàm tuyết lại bật cười không thì sao để quên bệ hạ chẳng lẽ cho rằng ai cũng giống ngài lễ oán trả ơn máu lạnh bạc tình những lời này ít nhiều chạm đúng chỗ đau của đạp tiên quân Gương mặt sở vãn ninh Gương mặt tiết chính ung Gương mặt vương sơ tình ở trước mắt hắn Nhất loạt hiện lên Lấy oán trả ơn máu lạnh bạc tình Hắn trầm mặc một lát Trong màn mưa lớn bật lên một tiếng cười lạnh lẽo Hai vị thật đúng là không sợ chết Cánh tay nổi gân xanh hung bạo Túm lấy búi tóc tiết mông Đạp tiên quân nói tiếp Tiết mông tốt xấu cũng là sư đệ của bổn tọa Mà bắt đầu tiên tôn hết sức thân bảo nhị vị các ngươi cùng bổn tọa không hề liên quan không sợ bổn tọa đem các ngươi băm thành trăm mảnh sao nhắc tới sở vãn ninh tiết mông càng thêm bạo nộ người còn mặt mũi nhắc đến sư tôn người loại nghiệt xúc cầm thú bổn tọa sao lại không thể nhắc đến y đạp tiên quân hỏi một tay đem tiết mông nhắc tới nhìn gần sát gương mặt bị sối ướt đẫm của tiết mông hắn bỗng dưng nhớ tới những ký ức vụn vặt linh tinh thuộc về mặt tông sư nhớ tới ánh trăng phi hoa đảo đêm mưa chấn vô thường thậm chí nhớ tới hơi nước rượu âm trì, bỗng nhiên ghen ghét như cỏ dại mọc lan tràn. Hắn u hàn lạnh lẽo nói, người nói thử xem bồn tọa có cái gì mà không thể nhắc đến y. Hắn là người nào của bồn tọa, chẳng lẽ vị ca ca đoan chính trong sạch kia của ngươi chưa từng nói với ngươi sao? Tiết mông đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó đôi mắt bỗng dưng mở to. Ngươi, ngươi nói bậy gì đó? Ngươi kỳ thật vẫn luôn có chút cảm giác phải không? Đạp tiên quân nhìn chằm chằm vào mắt cậu mang theo loại khoái cảm bức con mồi đến chết. Từ những lần ngây cùng hai bọn họ ở chung, từ những toái ngữ nhàn ngôn của người khác. Tiết mông đầu tiên là cứng đờ, rồi sau đó kịch liệt run rẩy. Cậu run rẩy khiến đạp tiên quân cực kỳ hưng phấn. Đúng, chính là như vậy. Làm dơ sở vãn ninh, làm bẩn sở vãn ninh. Gặp quỷ mặc tông sư kia, chẳng phải luôn thận trọng, lo lắng quan hệ của mình cùng sở vãn ninh bị thông cáo thiên hạ sao? hắn cố tình không cho loại ngụy quân tử kia được như y sao vậy ngươi còn chưa biết không 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 đừng nói là biết một chút ư tiết mông cơ hồ là run rẩy ra đầu tê dại đừng nói đạp tiên quân phá lên cười ha hả ánh mắt vừa hung ác lại điên cuồng xem ra ngươi trong lòng sáng như tuyết ngươi rất rõ ràng mặc nhiên sở vãn ninh là người trên giường của bồn tọa đột nhiên thất thần phảng phất như mưa rèn gió giữ đều cứ như vậy mà tắt hết thanh âm đạp tiên quân nhìn hắn chằm chằm hay hốc mắt trống rỗng chưa hết run rẩy của tiết mông chỉ cảm thấy khắp người thống khoái vì thế hắn càng thêm dương nanh múa vuốt mà cào xé trái tim của thanh niên này hắn cười lại nói đời này đời trước sư tôn của ngươi đều bị bổn tọa lăn lộn trên giường qua khách điếm phong nhai chấn vô thường diệu âm trì từ sinh đỉnh xương phòng đảo bao sân trang, phiên vân phúc vũ, vô số lần, Ngươi không thể tưởng tượng đi. Tiết mông cả người đông cứng thành băng, ánh mắt tối đen một mảnh. Đúng rồi, bỗng nhiên hồi tưởng lại một đoạn ký ức thuộc về mặt tông sư, mắt hắn lóe lên ánh sáng u lãnh mà nham hiểm, môi mỏng khép mở. Huynh trưởng mà ngây dốc lòng che chở kia, còn từng làm trò với sư tôn ngay trước mặt ngươi. Trước lúc các ngươi lên giao sơn, người đến phòng sở vãn ninh tìm y, khi ấy ngươi còn vươn tay sờ chán sở vãn ninh hỏi hắn có phải phát sốt hay không sắc mặt tiết mông càng lúc càng trắng bệch đạp tiên quân cười nói ngươi có thể tưởng tượng sở vãn ninh lúc ấy vì cái gì mà gương mặt phiếm hồng đáy mắt dậy sóng không đừng nói nữa gầm lên tất nhiên là chẳng có lợi ích gì chỉ làm đạp tiên quân càng thêm tàn bạo bởi vì chỉ cách ngươi một tấm mảnh dưới lấp chăn, vị ca ca tốt của ngươi đang ngậm lấy sư tôn của ngươi, đang làm y đó. Tiết mông sắc mặt hết trắng lại hồng, hết đỏ lại xanh, tới tới lui lui mấy lượt biểu tình thay đổi. Đột nhiên xoay đầu, chịu đựng không nổi ghê tẩm, co rút nôn khan một trận, cả người đều nổi da gà. Ác ma nhân gian đối với phản ứng của cậu vừa lòng đến cực điểm, phá lên cười, mắt lóe tia cuồng nhiệt. Thế nào, còn cảm thấy ca ca ngươi với bổn tọa bất đồng sao Hắn làm những chuyện phong lưu bị ổi đó Chỉ là không nói cho ngươi mà thôi Ngươi cho rằng hắn có bao nhiêu Đoàn một tiếng bảo vang Đánh gãy lời hắn Đạp tiên quân đột ngột quay mặt đi Chỉ thấy phía tây thông thiên tháp Ánh lửa nổi lên bốn phía Vô số yêu vật biến thành tiết sáng vàng rực Bay lên giữa mưa rèn gió dữ Chuyện gì xảy ra Lời này vừa mới hỏi liền nghe được Nơi xa, lanh lành tiếng đàn vang lên như phượng hoàng quần khóc, tiên âm như lũ. Những yêu vật đó trong tiếng đàn lần lượt hóa hình, dường như bị thao túng bởi thanh âm, vun vút lao về hướng mặt đất mà tham chiến. Trong đó, có một mộc hệ yêu vật dũng cảm nhất không hề tỏ ra sợ hãi. Đạp tiên quân trọng mắt trong khoảnh khắc co lại, hắn lầm bẩm Cửu ca! Mà kẻ tiết mông thậm chí không rảnh liếc mắt nhìn tiết mông một cái, đạp tiên quân sẽ tan màn mưa lao lên không chung hai ngón tay vừa nhấc triệu bất quy tới, đã lập tức hướng về phía thông thiên tháp bay đi. Thông thiên tháp lúc này đã thành một đại dương lửa mênh mông, vô số quân cờ chân lung tu vi tạm được, đang cùng bảy yêu đối kháng, mà ở trung tâm chiến cuộc là hai nam tử đều mặc y quan trắng như tuyết. Một người khoanh tay mà đúng, thao túng chân lung hoa bích nam. Người còn lại, ánh mắt sát phạt, tay gãy đàn thúc chiến, sợ vãn ninh. Nhìn thấy vãn dạ ngọc hành vạt áo tung bay giữa biển lửa, trong lòng đạp tiên quân vậy mà đầu tiên là buông lỏng Bởi vì sở vãn ninh rốt cuộc cũng tới Rồi sau đó lại phẫn nộ Bởi vì tuy rằng sở vãn ninh tới Nhưng không tới tìm hắn đối kháng trước Mà lại trực tiếp đi tìm hoa bích nam Uổng công hắn mòn mắt trông mong Chờ đợi lâu như vậy Người trần trở ở bên đó làm gì Hoa bích nam trời sinh linh lực thấp kém Lúc này giao chiến cùng sở vãn ninh Hoàn toàn dựa vào những quân cờ chân lung Hắn liếc mắt thấy đạp tiên quân Cắn răng nói còn không mau tới giúp ta Đạp tiên quân trong lòng có nỗi khổ riêng Lại vẫn lập tức đáp ứng Hắn từ không trung nhảy xuống Che trước mặt hoa bích nam U quang lập lòe Đã đem mạch đao nắm chặt trong tay Người đi trước nơi này để bổn tọa ngăn cản Hoa bích nam sớm đã bị sở vãn ninh Đánh đến chật vật bất kham Không cửa chạy trốn Lúc này thì đạp tiên quân ra tay Cuối cùng cũng có thể nhẹ nhàng thở ra Người chính mình cẩn thận một chút Hắn phân phó Đánh xong khóa y lại Tuyệt đối không để y làm hỏng đại sự của chúng ta. Dứt lời liền hóa thành hư ảnh ẩn vào màn đêm, không còn thấy bóng dáng. Đạp tiên quân một lần nữa quay đầu. Sở vãn ninh, bồn tọa hiểu rõ người sẽ không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là không nghĩ tới, người thế nhưng lại biết phải tìm hắn trước, xuống tay với hắn. Sở vãn ninh sắc mặt tái nhợt, ánh mắt không có tiêu cử, khiến người nhìn không thể thấu rõ cảm xúc của y. Vì cái gì không tới tìm bồn tọa trước, hả? Sở Vãn Ninh không đáp lại. Trên thực tế, Y và Đạp Tiên Quân hai người giờ phút này nếu nói ai càng giống một cỗ thi thể hơn thì chính là Y. Bắt đầu tiên tôn toàn bộ thân thể hồn phách đều như chết đi Chỉ còn có một tầng bản năng gắn chặt với y Khiến y vì trần thế mà làm chút sự tình cuối cùng Đạp tiên quân nhảy lên Cùng sở vãn ninh tiếp chiêu Động tác tung ra cực nhanh Giữa màn mưa và lửa nhau mắt nhìn y Bởi vì cảm thấy đánh không lại bồn tọa hơn. Trên tay anh đao lóe sáng Cùng linh lực từ tiếng đàn va chạm nhau Bởi vì không biết nên đối mặt với tiết mông như thế nào ư Càng lúc càng đau đớn Cho nên càng lúc càng ác độc Đao pháp hắn cực nhanh Thế hung mãnh kinh người Bởi vì kết hợp linh hạch Mặc tông sư Cho nên so với lúc trước càng thêm sắc bén Trong khoảnh khắc đã tới gần phía trước đàn của sở vãn ninh Hay là bởi vì Ghen ghét lan tràn ướt đẫm hai hàm răng Kim sắc quang hoa cùng bích sắc quang huy vào giờ phút này giao hội. Mạch đao vung xuống, cửu ca vang lên, sở vãn ninh đầu ngón tay khẽ động, hạ xuống một đạo kết giới, bảo hộ kiên cố, không phá vỡ nổi. Trong phút chốc linh lưu ảo ạt phun trào, đao hắn đặt ngay trên kết giới của y. Cách một tầng cánh hoa hải đường mỏng manh lưu chuyển, bốn mắt nhìn nhau. Hay là bởi vì... Bỗng nhiên đạp tiên quân thu lại quang diễm trong tay, khoảnh khắc bùng lên trở lại, đã không phải bích sắc của mộc thuộc tính mà là hỏa thuộc tính đỏ rực. Đó là màu sắc linh lưu mà mặc tông sư thường dùng. Sở vãn ninh ngẩn ra, ánh lửa cùng kim quang vẫn tiếp tục giằng co, bắn lên lấp lánh giữa màn mưa to như chút nước. Một lúc lâu sau, gương mặt anh Tuấn của đạp tiên quân đột nhiên trở nên ôn nhu. Hay là bởi vì sư tôn? Dưới hàng mi dày, ánh mắt hắn vừa thâm tình lại vừa bi thương. Người không đành lòng nhìn ta chết lần thứ hai tranh một tiếng vậy mà đàn sai một nốt vầng sáng kết giới của sở vãn ninh đột ngột yếu đi bất quy chấp lấy khoảnh khắc này mãnh lực hạ xuống trong phút chốc kim quang trên năm xẻ bảy tiêu tán thành vô vàn cánh hải đường bay lả tả cường đại linh lực đánh văng y xuống mặt đất mắt thấy chuẩn bị ngã vào vũng bùn lầy lội một bàn tay vươn đến ôm lấy eo y sở vãn ninh tự biết đã rơi vào bẫy của hắn không khỏi quát khẽ mặc vi vũ mưa răng khắp trời Đạp tiên quân vì quỷ kế thành công mà phá lên cười ha hả. Rốt cuộc cũng được như ước nguyện. Khóe miệng nhếch lên đầy thỏa mãn cùng tàn nhẫn. Ôn nhu không còn nữa. Vừa mở miệng đã làm mặt mũi hung tợn. Thật tốt. Cuối cùng ngươi cũng chịu phản ứng lại. Đạp tiên quân một phen bóp chặt gương mặt y. Cơ hồ là chóp mũi dán chóp mũi. Môi chạm vào môi. Hắn lạnh lạnh nói. Nếu ngươi vẫn không hé răng, bổn tọa sợ rằng ngươi bị câm rồi đi. các bạn tiếp tục đón nghe bộ truyện đam mỹ Husky và sư tôn mèo trắng của hắn trên kênh audio kể chuyện đêm khuya. Chương 294. Tử sinh đỉnh, quấn quýt si mê đêm mưa gió. Ở đây không phải là nơi tốt để nói chuyện. Đạp Tiên Quân ôm Sở Vãn Ninh một đường mưa sa bão táp phút chốc trở về vua sơn điện tiết mông trên góc hiên đã đi mất nghĩ tới cũng thật là mai hàm tuyết là một kẻ thông minh như vậy cũng biết cái gọi là tạm thời rút lui nhấc chất đạp cửa bọn họ mang theo mưa gió ướt đẫm đi vào đại điện ấm áp khô giáo bên trong lúc trước vì chờ sở vãn ninh mà giữ lại ngọn đèn đã tắt đạp tiên quân không để ý nếu bướm không lao đến hắn cũng có thể miễn cưỡng làm con nhẹ đi săn tám chân dày đặc dụ con mồi vào trong xào huyệt của mình Hắn mạnh mẽ đẩy sở vãn ninh lên giường Từ trên cao bệ nghệ nhìn xuống Nam nhân sắc mặt xanh trắng Ánh mắt băng lãnh Không nói một lời kia Hắn cảm giác mình có rất nhiều lời muốn nói Khẽ nhếch khóe môi Sau lại phun ra một lời không mặn không nhạt Âm u tăm tối Bất luận thế nào chẳng lẽ Bồn tọa cần phải trở thành người như hắn Người mê nguyện ý ngẩng đầu nhìn bồn tọa thêm một lần Hắn bẻ mặt sở vãn ninh qua Ép buộc đôi đồng tử đen nhánh kia phải nhìn mình tay cảm nhận được gương mặt này vừa ướt lại vừa lạnh sở vãn ninh tốt nhất ngươi nên rõ ràng một việc hắn gần như là nghiến răng nghiến lợi trên đời này đã không còn mặc tông sư dù ngươi có từ bỏ hay không hắn cũng không trở về được nữa sở vãn ninh tựa như bị kim đâm trúng vẻ mặt vẫn chết lặng mơ hồ có phát run phản ứng như thế không còn nghi ngờ gì nữa khiến cho đạp tiên quân càng ghen ghét hắn bỗng dưng phát lửa trong lòng dẫn người lấp kín bờ môi lạnh lẽo của đối phương. Từ hôn môi đến cởi áo đều là một đường quen thuộc. Nam nhân trước mắt đúng là xương cốt cường ngạnh, nhưng hắn gặm nhiều năm như vậy, hiển nhiên biết nên hạ miệng như thế nào, triệt để ăn vào trong bụng. Chiêu thức phản kháng giống hệt kiếp trước. Đạp tiên quân gần như dễ dàng hóa giải thế công của y. Sau đó cầm đan dược đã chuẩn bị từ lâu ở đầu giường, không nói lời nào đặt bên môi y. Tốt xấu gì cũng lâu ngày gặp lại, bổn tọa không muốn nhìn thấy dáng vẻ không tình nguyện của ngươi. Nào, ăn đi. Nhìn Sở Vãn Ninh nhíu mày dãy rủa, ánh mắt hắn rét lạnh, lực đạo trên tay lớn tới mức gần như tàn nhẫn hung bạo, khiến cho môi Sở Vãn Ninh đều chảy máu, mới miễn cưỡng nhét đan dược vào trong miệng, sau đó lập tức cúi người, ngậm mút hai cánh môi thật mỏng. Đầu lưỡi thô giáp của hắn luồn vào trong, ngăn chặn viên thuốc tan xương mềm ruột kia, ướt át mà cường bạo đẩy vào trong yết hầu Sở Vãn Ninh mùi máu tanh nồng dị sát tan ra giữa răng môi đầu lưỡi mềm mại ướt át đẩy viên thuốc đến yết hầu sở vãn ninh không có khả năng thoát khỏi rốt cuộc nuốt hết vào trong bụng mặc nhiên buông y ra y lập tức cong người dậy ho khan kịch liệt buồn nôn từng trận nôn khan yết hầu lại cạn như vậy lúc ngươi vì hắn mà ngậm vì sao không thấy ngươi nôn ra sở vãn ninh bỗng dưng biến sắc quay đầu mở to hai mắt như thấy ma ban ngày nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt mang theo cười nhạo mỉa mai của đạp tiên quân thế nào ngươi cho rằng ngươi và hắn làm những chuyện kia sẽ không có ai biết được sao đạp tiên quân nói biểu tình vừa hả dạ vừa oán hận kỳ thật các ngươi làm trò này bồn tọa đều rõ ràng hơn ai hết hắn nói bỏ đi áo bào bị mưa to xối xả ướt lên giường thảm giác thú mềm mại liền lún sâu bờ vai rộng cân xứng của hắn hơi hạ thấp Chống cánh tay nhìn xuống người nam nhân nằm dưới thân mình kia Tóc ướt nhẹp trên trán rũ xuống Nước mưa rơi trên mặt sở vãn ninh Chiếu vào trong con người đạp tiên quân Ánh mắt đạp tiên quân u ám Cúi người vươn đầu lưỡi Liếm bọt nước trong suốt Hắn cảm thấy thân thể sở vãn ninh bỗng dưng căng thẳng Bởi thế cười khẽ Người làm sao còn mẫn cảm như vậy Nếu nói Trước kia sở vãn ninh còn có thể phẫn nộ Đuổi người cút đi Thì giờ phút này tâm y đã chết chỉ cắn môi dưới Không lên tiếng cũng không mắng nhiếc Chỉ là đầu ngón tay cũng thế Xương cốt cả người cũng thế Vẫn nhịn không được mà hơi run Y cực hận loại thân bất do kỳ này Thấy y khó chịu Đạp tiên quân ngược lại bắt đầu bình tĩnh Nhìn người dưới thân bởi vì kinh ngạc ngơ ngác Và dược tính Mà mặt từ từ đỏ lên Thong thả từ tố nói Lại nói tiếp vì sao hắn lại không tiến vào phía sau ngươi Hả Tay du ngoạn xuống dưới Ghé vào tai thì thầm Nói cho ta biết nơi đó của ngươi vẫn cứ chặt hẹt như trước chứ. Rõ ràng là một gương mặt vô cùng anh Tuấn lại nói những lời bị ổi xấu xa như vậy. Tiếng nói của hắn càng ngày càng mê hoặc, đầu ngón tay vốt ve càng ngày càng tùy ý. Dược tính khi hắn âu yếm phát tác càng rõ nét. Đạp tiên quân nhìn dung nhan ngày đêm mong nhớ, hầu kết nhấp nhô, tiếng nói trầm thấp nóng bỏng. Nếu ngươi không trả lời, vậy ta tự đi vào, thử một cái để ta xem một chút bên trong ngươi có nhớ mong ta hay không. Thứ thuốc kia quả thực là thuốc tốt, có hiệu lực cực nhanh. Lúc này lưng sở vãn ninh đã mỏi nhừ, toàn thân không có một chút sức lực, chỉ có thể mặc cho đạp tiên quân nâng người tiến đến, nắm hai chân của mình đặt ở đầu vai. Y bỗng dưng khép mắt, lông mi rung động. Hắn không giống mặc nhiên trước kia, cho tới bây giờ, đạp tiên quân vẫn lười làm mấy chuyện thăm dò vớ vẩn, cực ít ôn tồn. Sở Vãn Ninh nghe được tiếng hắn cởi áo bào Ngay sau đó thứ nóng rực để ngay đó Giữ sức chờ phát dục Cấp bách xâm lược Lúc này bên ngoài chợt có người gõ cửa Bệ hạ, thánh thủ tiền bối cầu kiến Cút ra ngoài Cùng vang lên với tiếng quát Chính là âm thanh của ngọn đèn vỡ nát Người hầu không biết nặng nhẹ vừa tiến vào cửa Hắn liền nhặt chén trà bên cạnh Phóng tới vỡ toang Cửa điện lập tức đóng lại Không còn người nào dám đi vào quấy nhiễu nữa Ngón tay thô giáp của đạp tiên quân vuốt ve môi sở vãn ninh. Ngươi xem, ở đây còn lại ngươi với ta. Cũng chỉ có thể còn ngươi với ta. Bên ngoài mưa như chút nước, sấm chớp ầm ầm, không biết qua bao lâu, động tĩnh trong phòng từ từ lắng xuống. Dưới màn rèm trùng điệp buông thả lộ ra áo ngủ bằng gấm mất trật tự chảy xuống, bị ánh chớp đáng sợ ngoài cửa sổ chiếu lên phân rõ sáng tối. Trận mưa dữ này vẫn không dừng, ngược lại, càng về sau càng lớn. Trong đêm tối Sở Vãn Ninh mở mắt, nam nhân bên cạnh đã ngủ, có lẽ nhiều năm như vậy làm bạn đã thành thói quen, cũng có lẽ vì Đạp Tiên Quân cho rằng y ăn nhuyễn cân tán cũng rất an toàn. Nói tóm lại, nam nhân này ngủ rất an ổn, không hề có chút phòng bị. Thân thể khỏe đẹp cân xứng đè lên người y, nặng nề khiến người ta không thở nổi. Sở Vãn Ninh nghiêng đầu nhìn mặt nam nhân. Lúc thời không sinh tử môn vừa mở, y cũng từng va chạm Đạp Tiên Quân vẫn nhớ rõ loại cảm xúc lạnh như băng và tĩnh mịch trong ngực. Thế nhưng lúc này, người kẻ sát y, có tim đập. Viên linh hạch bị đào lên kia một lần nữa tụ trong cơ thể đạp tiên quân thành thứ đồ vật giống trái tim. Không nên suy nghĩ nhiều, mặc nhiên đã chết, dù ở trần thế nào đi nữa, đều đã chết. Sở vãn ninh ở trong tiếng tim đập thong thả mà mạnh mẽ, tự nói với mình như vậy. Mặc nhiên đã chết, đây chỉ là một bộ thể xác không hồn không phách. Người nên biết mình phải làm gì Vững tâm như sắt Trong bàn tay tụ lại ánh sáng Thế nhưng tia sáng kia lúc tỏ lúc mờ Cuối cùng thì dập tắt Sở vãn ninh ngưng mắt nhìn nam nhân gần trong gang tấc này Tia sáng rất ảm đạm Lúc đạp tiên quân khép mắt rũ mi Càng thêm khó nhận ra kiếp trước hay kiếp này Sở vãn ninh đột nhiên cảm giác được Kỳ thực lúc này cực kỳ giống đêm mưa kia Bọn họ lần đầu tiên ngủ cùng nhau ở vô thường chấn Một đêm đó Thật ra y cũng từng tỉnh lại Y cũng từng dựa sát người qua Nhẹ nhàng hôn lên gương mặt ngủ say của Mạc Nhiên Không, 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 không Mạc Nhiên đã chết Dù cho tim có đập Dù cho cũng là một bộ thi thể Dù cho có thể nói Cũng đã không còn hồn Đã chết Nhưng vì cái gì Hắn còn có thể nhớ kỹ chuyện sau này ở kiếp khác như vậy Vì sao tình cảm trong mắt hắn Chân thành phong phú như vậy Vì sao dáng vẻ sở vãn ninh sợ run không thể nghĩ tiếp được nữa cắn răng ánh sáng trong tay thay đổi nhau nổi lên gọi ra hoài xa ngưng tụ thành một thanh đoàn kiếm sắc bén xoay người chỉ trong tích tắc ý đóng mắt lại không quan tâm dùng hết khí lực quyết liệt đâm tinh ngực đạp tiên quân soạt một tiếng chui kiếm hướng thẳng sở vãn ninh bỗng mở mắt người bên cạnh đã biến mất vô tung hoài xa hóa thành lưỡi kiếm sắc bén xuyên thủng giường thần võ chém sắt như chém buồn cuối cùng cũng không đâm trúng đế quân có xác không hồn kia mưa chảy rất xiết một cánh cửa phía động lâu năm không sửa trong ban đêm mưa gió bị văng mạnh ra mưa to gió lớn rót vào từng đợt lạnh run tia chớp trắng bạch xé trời tiến vào trong phòng ánh sáng lạnh lẽo như tuyết chiếu ra gương mặt khiếp sợ của người bên giường bổn tọa còn khờ dại cho rằng có lẽ người sẽ không động thủ nữa sở vãn ninh chậm rãi quay đầu lại Đạp tên quân dựa vào bên giường Trên ngực trần đỏ nhạt có một vết xước nhợt nhạt Đó là vết chảy ra vừa rồi lánh được Hắn không thèm để ý thứ này chút nào Chỉ lãnh đạo nhìn sở vãn ninh Nghĩ không được Ngươi vẫn muốn giết ta Hắn lướt người qua Tốc độ kia nhanh kinh người Trong chớp mắt đã bắt được cổ tay sở vãn ninh Chỉ nghe một tiếng răng rắc giòn tan Hắn đã trực tiếp bẻ chật khớp cánh tay của sở vãn ninh rất bất ngờ phải không? Ta hình như còn lợi hại hơn so với bất cứ lúc nào trước đây." Đạp Tiên Quân nhìn chằm chằm khuôn mặt đau đến tái nhợt, nhưng vẫn không nói lời nào như trước kia của Sở vãn Ninh, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, "Những chiêu thức triệt phá này, ngươi đều chưa từng thấy qua." Hắn dừng lại một chút, tựa như có chút chế giễu. Kỳ thực, cũng không có gì ngoài ý muốn, nếu để cho một mình ngươi ở chỗ này, người nào ngươi cũng không quen, lúc nào cũng không thể thiếu cảnh giác. Mỗi ngày chuyện thú vị nhất cũng chỉ có thể là luyện công. Như vậy qua 7-8 năm, người cũng sẽ rất tiến bộ. Ánh sáng rực rỡ của hoài sa mất đi, tan thành một cái bóng nhỏ vụn, một lần nữa nhập vào người sở vãn ninh. Đạp tiên quân nhìn y mỉm cười. Sư tôn, trước đây chiêu thức của ta đều do người dạy, nhưng bây giờ không phải như thế nữa. Hắn sống lại bao lâu ta cũng ở thế giới này dày vò chừng ấy thời gian. Hôm nay ta còn thu được linh hạch của hắn, Hắn nói, ngón cái sinh ra vết chai thô giáp xoa nhẹ mi tâm sở vãn ninh. Bằng khả năng của sư tôn lại muốn giết ta. Không thể nào. Một lát sau hắn như nhớ ra cái gì đó. Vì vậy nói, có lẽ sư tôn vẫn chưa biết. Mấy năm nay ta đã làm những gì ở hồng trần rách nát không chịu nổi này đâu. Giọng nói của hắn vô cùng thân thiết. Trước sau cũng không tự xưng là bổn tọa nữa. Ta tiện thể dẫn ngươi đi nhìn. Nơi hắn muốn dẫn sở vãn ninh đi cũng không xa ngay phía sau núi tử sinh đỉnh nơi kết giới yêu ớt mỏng manh nhất của hạ tu giới trước kia vừa đánh nhau áo của hắn đều đã ướt đẫm quần áo sở vãn ninh thì càng bị hắn xé đến không thể mặc nữa có điều đạp tiên quân cũng không lo lắng việc này hai ngón tay nhón lên dùng linh điệp truyền lệnh sau đó một lát lưu công liền cầm một sấp quần áo giặt rũ hong khô sạch sẽ tiến vào trong điện sở vãn ninh ở sau rèm màn xuyên qua khe hở nhìn thấy lão bộc nhiều năm không gặp trong lòng cũng không biết là có tư vị gì bệ hạ xiêm y đã mang tới những thứ y phục cũ này cũng chỉ có ông biết để ở chỗ nào thu xếp rất nhanh chóng đạp tiên quân nhàn nhạt đặt nhạt. đó ông lui ra biết lúc này sở vãn ninh đang ở ngay trong rèm vậy nên tay của lão bộc có chút run lão mặc dù rất muốn nhìn chủ cũ một lần nhưng bởi vì không hợp lễ tiết vì thế vẫn cúi thấp đầu như trước dập đầu trên mặt đất tập tĩnh đi ra khỏi điện Y phục rất vừa người Chúng nó không có khả năng không vừa người Bởi vì đó chính là vật cũ kiếp trước của sở vãn ninh Mặc nhiên gác chân thon dài ngồi ở bên cạnh Không lên tiếng nhìn sở vãn ninh thay y phục ở sau trướng Ánh mắt của hắn có chút mơ hồ Không có ai biết Hắn suy nghĩ cái gì Tựa như cũng không ai biết được Vì sao sở tông sư đã chết nhiều năm như vậy Đạp tiên đế quân cực hận y Vẫn không chịu đốt chỗ y phục đó Rõ ràng là thứ Ai cũng không cần Mưa vẫn còn rất lớn, mây đen trên trời đêm cuộn cuộn, hiện tượng kỳ quái cùng lúc bộc phát. Nhưng đạp tiên quân lười biếng tạo ra kết giới chắn mưa, để mình và sở vãn ninh được bao phủ bên trong. Một đường đi qua đình đài hầu các, những chỗ xem đều mù mịt u ám dưới trời mưa xối xả, cảnh trí và dung mạo con người đều mơ hồ như vậy. Bệ hạ, tông sư, tham kiến bệ hạ, tông sư. Đi qua tam sinh điện Ở trên cầu Nại Hà Cũng đã có thể thấy ánh sáng đỏ bất thường nổi lên sau ngọn núi Đạp tiên quân đi phía trước Lúc này quay đầu lại Cười như không cười liếc mắt nhìn sở vãn ninh Tử sinh đỉnh lập phái Ở nơi âm dương rót vào Kết giới yếu ớt nhất Trước đây người thường xuyên đến tu bổ Chẳng qua ngươi có cảm thấy Ngoại trừ quỷ khí ra còn có khí tức khác không Sở vãn ninh không đáp Nhưng ngón tay dưới ống tay áo cuộn lại Ý ít nhiều biết mình sẽ thấy cái gì? Sư Minh Tịnh xe rách thời không sinh tử môn, nắm chân lung kỳ cục trong tay, hai trần thế tung hoành ngang dọc, chuyện cần làm sau cùng tất nhiên sẽ không thể nào đơn giản. Nếu ngươi đến một nơi nào đó trong hồng trần này, như vậy đã đi qua không ít thôn xóm thành trấn Bước chân của đạp tiên quân chậm lại, cùng y sóng vai bước đi, giọng nói bình thản như nói việc trong nhà. Có phải là thấy làng cũng thế, trần thế cũng thế, đều yên tĩnh đến đáng sợ không? Hai người cùng nhau đi qua con đường chật hẹp phía sau núi, lướt qua những cành hoa tươi tốt rũ xuống. Phía trước lại có một lối rẽ, chính là vách núi phía sau. Đạp tiên quân bỗng nhiên dừng bước, đứng ở khúc rẽ. Phía sau vách đá dường như có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, phản chiếu núi đá đỏ đậm. Hắn nghiêng nửa gương mặt, sắc đỏ biến hóa kỳ lạ lan tràn đến đáy mắt. Hắn kéo khóe môi, cho sở vãn ninh một nụ cười tanh ngọt xán lạn. Thành tựu nhiều năm của bổn tọa mở ra ở đây, Sư Tôn xin mời. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo bộ truyện Đam Mỹ Husky và sư Tôn mèo trắng của hắn trên kênh Audio kể chuyện đêm khuya vào những phần sau.